Sư phụ, đã 6 tiếng trôi qua rồi, ngươi còn định tọa hóa đến khi nào? Sư phụ, gào thét cái gì? Sắp hóa rồi. Con vội cái gì? Sư phụ, người đừng lừa con nữa. Đây đã là lần thứ 108. Người nói tọa hóa trong tháng này rồi. Người nhìn người ta tọa hóa xem, chỉ là chuyện phút mốt. Đâu như người. Buổi sáng nói sẽ tọa hóa, buổi trưa lại lên núi bẫy gà rừng. Buổi tối lại xuống chân núi tìm bạn tình của người, toàn đi cả đêm không về. Người nói thế này là tọa hóa hả? Hóa chỉ còn không chậm bằng người. Nói linh tinh. Ta là thần tiên lục địa. Tọa hóa đương nhiên phải gom đủ thiên cang địa sát. Nếu không, ảnh hưởng đến uy danh của ta. Lại còn thiên cang địa sát. Sao người không lên trời vai kề vai với mặt trời ấy? Ta là thần tiên lục địa, đồ đệ khắp muôn nơi. Sao lại nhận đứa đồ đệ cuối cùng như con cơ chứ? Chẳng những vô dụng, còn không thể tu luyện. Hãy truyền thừa nhất kiếm phong ta bị hủy trong tay con. Ông già này, người đừng có bốc phét. Nếu 5-6 tuổi con không tin lời người dụ dỗ, còn lâu mới lên núi tu luyện cùng với người. Đến giờ hơn 10 năm trôi qua rồi, con vẫn là con. Đó là do con vô dụng. Tới rồi. Cái gì tới cơ? Trời ơi, sắp hóa thật rồi đấy hả? Sư phụ. Tiểu Thiên Hà, cả đời này ta chỉ có hai điều tiếc nuối. Người nói đi ạ. Truyền thừa cả đời của ta, hơn 10 năm nay con không học được chút nào. Danh tiếng cả đời của ta đều bị con hủy hết rồi. Điều thứ hai, ta ngạo nghễ thiên hạ, tung hoành vô địch. Khi tọa hóa, chỉ có một mình con ở bên. Quá là thê lương. Sư phụ đừng sốt ruột. Hay là thế này, giờ con sẽ xuống núi, tìm cho người một đội nhảy rồi bắn pháo hoa nữa. Đảm bảo sẽ làm thật hoành tráng cho người. Thôi vậy, bây giờ vi sư cũng chỉ còn lo cho mỗi con thôi. Nếu con đã không thể tu luyện, ta đi rồi, cũng phải lo cho con. Cả đời không lo nghĩ. Cho nên, đây là 5 lá hôn thư. Gia thế của họ đều không tầm thường, nhất định có thể bảo vệ con, không phải lo cơm ăn áo mặc. Sư phụ, đúng là con không thể tu luyện, nhưng con có hệ thống. 13 năm rồi đấy ký chủ. Anh không biết 13 năm nay tôi sống thế nào đâu. Tôi đã suýt chút nữa ra ngoài đấu địa chủ cùng anh luôn rồi. Sao lại 13 năm? Tôi vừa nhặt được cô hôm qua mà. Sao lại 13 năm? Tôi vừa nhặt được cô hôm qua mà. 13 năm trước tôi đã để ý đến anh rồi. Nhưng sư phụ anh là nhân tố X, cho nên tôi mới mãi không xuất hiện. Nhân tố X, sư phụ anh quá mạnh. Tôi sợ ông ta xâm phạm tôi. Đừng nói bậy. Sư phụ tôi không phải người như thế. Ông ấy đến gà trên núi còn không tha. Tôi sợ, nên tôi phải chờ đến khi ông ta bắt đầu có dấu hiệu tạo hóa mới để anh nhận được tôi. Nghĩa là bao năm qua cô vẫn luôn thèm muốn tôi. Lớp Du, xin ký chủ đừng để ý đến những chi tiết nhỏ này. Phát hiện thần tiên lục địa đã biến mất. Hệ thống kích hoạt. Hệ thống này thuộc hệ thống thống trị lĩnh vực. Trong lĩnh vực nhất định, anh có thể thống trị mọi thứ. Cô lợi hại như thế mà lại sợ sư phụ tôi à? Tôi nói cô biết, tôi ít học nhưng cô đừng lừa tôi. Khi hệ thống chưa kích hoạt, đương nhiên là sợ. Bây giờ ký chủ đã kích hoạt, thiên đạo có tới cũng phải đi trồng trọt. Đây là hệ thống thống trị lĩnh vực của chúng ta. Trong lĩnh vực của chúng ta, anh là thần, không ai có thể địch lại, thật không? Thế chẳng phải tôi sẽ vô địch thiên hạ sao? Kích hoạt hệ thống. Mạnh quá. Tôi cảm nhận được toàn thân sức mạnh tràn trề. Dù bây giờ sư phụ sống lại, tôi cũng có thể so chiêu được với ông ấy. Ký chủ, điểm lĩnh vực hiện tại là không, cho nên tạm thời chỉ có thể mở được phạm vi 10 mét với ký chủ là trung tâm. Một khi đã mở lĩnh vực, không thể hủy bỏ. Ký chủ có thể giết quái thăng cấp, nâng cao điểm lĩnh vực của mình. Có nhiều điểm lĩnh vực, có thể mở rộng lĩnh vực, phạm vi mở rộng lĩnh vực không giới hạn. Giết yêu thăng cấp đúng không? Tôi hiểu rồi. Ý của cô là giờ bảo tôi đào toàn bộ run trong phạm vi 10 mét xung quanh tôi. Dùng dao cắt 3 nhát chiều ngang và 1 nhát chiều dọc à? Ký chủ thật thông minh, chính là như vậy.
Đại lục Hoa Hạ. Cấm chư thần vào, đúng là nực cười. To gan. Tôi tưởng là ai? Thì ra là nữ chiến thần của Đại Hạ Võ Mị Linh à? Nhưng rất nhanh, cô chỉ có thể là kẻ thua cuộc dưới tay của tôi. Đến lúc đó, tôi nhất định sẽ nếm thử mùi vị của nữ chiến thần Hoa Hạ. Muốn chết à? Lên cho tôi. Giết. Võ Mị Linh, cô phải làm người phụ nữ của tôi rồi. Tiêu rồi, sao ở đây lại có người? Santa sắp đuổi đến rồi, người này khả năng sẽ bị Minh liên lụy. Đáng chết, cô là ai thế? Anh mau rời khỏi đây đi. Tôi không có thời gian nói với anh, nếu muốn sống, thì mau đi đi. Võ Mị Linh, cô không thoát nổi đâu. Hôm nay, cô định sẵn chỉ có thể thuần phục dưới chân của tôi. Anh dám hỗn láo ở quốc thổ của Đại Hạ như vậy, tông sư của Đại Hạ nhất định sẽ không tha cho anh. Vậy thì bảo họ đến giết tôi đi. Ký chủ vô địch thiên hạ, sao lại không có uy hiếp? Chém giết ác ma Santa có thể đạt được điểm lĩnh vực phạm vi 10 km. Có chuyện tốt vậy à? Thử hỏi, Đại Hạ các cô có ai dám giết tôi chứ? Tôi. Anh nói linh tinh gì thế? Tôi bảo anh đi mà sao anh vẫn ở đây? Đây là nhà tôi. Một tên nhóc tầm thường cũng dám sỉ nhục tôi, còn không lại đây nộp mạng đi. Anh lại đây đánh tôi đi. Anh lại đây đánh tôi đi. Cậu muốn chết à? Anh muốn chết à? Hắn là Santa đấy. Anh đứng sau lưng tôi giữ chân hắn, muốn chạy. Muộn rồi. Dám đánh bách tính của Đại Hạ, ở trên đất của Đại Hạ, hãy bước qua xác của tôi đã, không tự lượng sức. Anh mau đi đi, hắn sẽ giết anh thật đấy. Giết tôi ư? Dựa vào cái tên mặt đen sỉ, ăn mặc như đi diễn kịch, đứng trước mặt tôi chỉ nhẹ nhàng chỉ tay thôi đã giết được hắn. Anh đúng là muốn chết mà. Gà gỗ chó đá mà thôi. Ngay ra đó làm gì? Sợ à? Nếu sợ thì về tìm mẹ đi. Nhóc con, hôm nay tôi sẽ giết cậu. Mau lên. Không được làm hại bách tính Đại Hạ. Không phải, tôi cầu xin cô đó, cô thả hắn đi, cứ để tôi. Muốn chết à? Bây giờ, đến cậu rồi. Bây giờ, đến cậu rồi. Tiêu rồi. Đừng dừng lại, tiếp tục đi. Sao có thể chứ? Khốn nạn. Anh ấy mạnh quá. Chúc mừng ký chủ, giết được ác ma Santa, đạt được điểm lĩnh vực phạm vi 10 km. Vô địch thiên hạ, cuối cùng sẽ cô đơn. Cao thủ tuyệt thế như ký chủ. Bên cạnh, sao lại không có ai hầu hạ chứ? Thu phục Võ Mị Linh, phần thưởng là điểm lĩnh vực 20 km. Mị Linh thay mặt bách tích. Cảm ơn tiên sinh. Cô có phục không? Cô có phục không? Tôi. Ơ kìa, sao lại ăn vạ thế? Lẽ nào bị dọa ngất sao? Nếu cô ấy không tỉnh lại, tôi làm sao thu phục cô ấy chứ? Thật ra anh có thể nhân lúc cô ấy bị ngất, nhân cơ hội ngủ với cô ấy. Mặc dù cô ấy cũng xinh đẹp, nhưng tôi cũng không phải loại người đó. Vậy anh định thu phục thế nào? Bây giờ chỉ có một cách làm trái tổ tông, đó chính là hô hấp nhân tạo. Vừa rồi tôi chỉ đến gần xem sao, tôi chưa hôn nhé. Cô đừng hiểu lầm, tôi vừa cứu cô đó. Phải, hôm nay Mị Linh có thể bảo vệ tính mạng là nhờ có ơn cứu mạng của tiền bối. Cho nên cô có phục không? Tiền bối thần thông quảng đại, vãn bối xem là đủ rồi, tâm phục khẩu phục. Chúc mừng ký chủ thu phục được Võ Mị Linh, đạt được điểm lĩnh vực phạm vi 20 km. Được rồi, cái đó tôi làm xong rồi, cô tiếp tục. Tiếp tục nói xem làm sao báo đáp chuyện ơn cứu mạng. Nhưng nói trước nhé, cô ở chỗ tôi chỉ có thể làm nô tỳ, tôi không chấp nhận lấy thân báo đáp. Dù gì tôi cũng là người có hôn ước. Tiền bối nói đủ rồi, Mị Linh làm gì xứng với anh chứ? Tiền bối, dám hỏi tên họ của anh. Hôm nay anh cứu mạng Mị Linh, tôi nhất định sẽ báo đáp. Tề Thiên. Tề Thiên.
anh là đệ tử của Thanh Dương chân nhân à? Không sai, cô quên sư phụ tôi à? Thì ra anh ấy là chồng chưa cưới của em gái mình. Ơ kìa, cô nhìn gì thế? Tiền bối thứ tội, Mỹ Linh không dám ngấp nghé anh. Tiền tiên sinh là chồng chưa cưới của em gái mình. Như vậy chỉ cần Ấu Linh và Tề tiên sinh kết hôn, nhà họ Võ có thể có được sự bảo vệ của anh ấy. Nếu mình có thể nhận Tề tiên sinh là chủ nhân, nhà họ Võ nhất định có thể đứng lên đỉnh cao của đại hạ. Đúng rồi Tề tiên sinh, mặc dù ác ma Santa đã chết nhưng tứ đại chư thần phương Tây ngấp nghé đại hạ đã lâu. Tôi phải đi xử lý trước, đợi xử lý xong, tôi sẽ hầu hạ anh, làm nô tỳ cũng được. Được, nếu cô đã thành tâm thành ý, vậy tôi không khách sáo nữa nhé, đi đi. Đi làm việc của cô đi. Mình phải mau quay về nói với em gái mới được, nếu không, không thì sẽ bị hôn ước khác của Tề tiên sinh cướp mất. Cô ra đây đi. Ký chủ, có chuyện gì thế? Tại sao không tiếp tục mở rộng nhiệm vụ của điểm lĩnh vực hả? Ký chủ, tôi cũng hết cách rồi. Ai bảo anh ở nơi hoang sơ này chứ, ít người mà. Ơ, thế cô nghĩ cách cho tôi đi, dù gì sư phụ tôi đưa tôi 5 bức hôn thư, nếu không thể mở rộng điểm lĩnh vực, tôi sẽ không thể hoàn thành di nguyện của sư phụ, cưới vợ sinh con rồi thừa kế Nhất Kiếm Phong nữa. Ký chủ, tôi nhớ, sư phụ anh. Không có gì nguyện này nhỉ. Hơn nữa, phụ nữ là một con hổ cái, sẽ chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của anh. Cô nói dối. Xưa có Phật tổ dạy thịt cho đại bàng ăn, bây giờ có Tề Thiên tôi lấy thân nuôi hổ. Chuyện của người lớn, cô không hiểu. Có người đến rồi. Cô đừng đổi chủ đề. Cậu nói chỗ này à? Vâng. Nhóc con, cậu có biết tên nhóc vô dụng tên Tề Thiên ở đâu không? Biết hắn ở đâu không? Phải thêm tiền. Có thể nói rồi chứ. Ít quá. Cậu muốn bao nhiêu? Không cần nữa à? Coi như cậu biết điều. Ý của tôi là... Đừng dừng lại, không phải. Nhóc con cậu dám chơi tôi à? Tôi chơi anh đấy. Lập tức sai người gọi Tề Thiên ra đây. Vâng. Đây là nhà tôi, anh quậy đục nước ở nhà tôi. Đã hỏi tôi chưa, cậu là ai? Tôi làm việc tới lượt cậu chỉ tay năm ngón sao? Tôi là bố anh, Tề Thiên. Thì ra cậu là Tề Thiên, tôi đang tìm cậu đấy. Được rồi, con ngoan, nói xem, tìm bố con làm gì? Tôi nghe nói cậu là chồng chưa cưới của Thẩm Mộng Đình. Thẩm Mộng Đình? Phải, cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Làm sao, liên quan gì tới anh? Tôi là vương chỉ của nhà họ Vương, thế gia ở Kinh Đô, cũng là người theo đuổi Thẩm Mộng Đình. Tôi cho cậu một phút hủy hôn ước của hai người, nếu không tôi cho cậu biết tay. Anh nói hủy là hủy, chả phải tôi sẽ mất mặt làm sao? Dưới tiên nhân tôi vô địch, trên tiên nhân một đổi một, vô địch sau cùng vẫn phải cô độc, là hiu quạnh, là nhàm chán vô vị. Mong ký chủ hãy dùng miệng và mặt vương chỉ trong vòng 3 phút, quá 10 câu khiến hắn tức dùng người, để tăng thêm niềm vui cho cuộc sống nhàm chán vô vị. Giá trị giải thưởng 10 km quanh đây. Tuyệt vời, tôi bằng lòng làm cao thủ mỏ hỗn mạnh nhất. Này, cậu đang nói gì đấy? Sáng nay ra ngoài anh ăn phân sao, miệng cũng thối quá. Tên danh kia, đừng có ngạo. Tôi là vương thứ gia thế gia ở Kinh Đô, cũng là gia chủ tương lai của nhà họ Vương. Một tên phế vật như cậu vốn không xứng với Mộng Đình. Tôi cho cậu cơ hội, mau chóng hủy hôn, tôi có thể cho cậu thể diện. Nếu không đồng ý thì sao? Nếu không đồng ý, tôi có thể dạy cậu thế nào là đòn hiểm trong xã hội. Eo ôi, sợ quá cơ. Được, muốn tôi hủy hôn cũng được. Anh, đứng im ở đây, để bố anh là tôi tát cho anh vài cái. Cái quái quỷ gì thế này? Được, tôi sẽ bảo Mộng Đình tới đây nói chuyện với cậu. Nếu gọi Thẩm Mộng Đình tới đây, không phải anh nói chuyện, vậy hôn ước này không hủy bỏ được đâu. Cậu có ý gì? Anh không muốn hủy hôn với tôi, chả phải là muốn ăn bám nhà họ Thẩm sao? Trong thẻ này có 10 triệu, chỉ cần anh chịu hủy hôn với tôi, số tiền này sẽ là của anh. Ôn con, nay Mộng Đình đã là sếp của tập đoàn Thẩm Thị, tương lai của nhà họ Thẩm cũng rất rộng mở. Cậu chính là hòn đá ngáng chân Mộng Đình, mau cần tiền rồi hủy hôn đi. Vì vậy, anh không định để tôi tát cho anh vài cái phải không? Tôi đã nghe nói anh là kẻ vô lại mặt dày, thích ăn nói vớ vẩn từ lâu. Nhưng bất kể hôm nay anh có nói gì, hôn ước này tôi cũng sẽ hủy bỏ. Tôi biết anh không cam tâm, nhưng phiền anh hiểu cho rõ, anh và tôi không phải người cùng thế giới. Cả đời này,
định sẵn anh chỉ có thể ngước mắt nhìn tôi. Hệ thống, có cái nào vào mặt Thẩm Mộng Đình không? Ôm con, Mộng Đình đang nói chuyện với cậu đấy, cơm hả? Chúc mừng ký chỉ, nhiệm vụ vào mặt hoàn thành, giá trị giải thưởng 10 km quanh đây. Họa vô đơn chí, việc tốt có đôi, mong ký chủ vào mặt Thẩm Mộng Đình để cô ta biết khó mà lui. Giải thưởng nhận được 10 km quanh đây. Tôi từ chối. Tôi thấy cậu đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tề Thiên, tôi biết anh không cam tâm. Tôi cũng biết, năm đó vì muốn nửa đời sau anh không cần lo nghĩ sư phụ anh, đã bảo ngũ đại gia tộc thay đổi mệnh cách, giúp chúng tôi trở thành ngũ đại gia tộc ở Giang Thành. Tôi còn biết, nếu chúng tôi đơn phương hủy hôn, khi đó sẽ vi phạm lời thề, sẽ bị trời phạt. Nếu cô đã biết tất cả, sao còn muốn hủy hôn? Đó là vì tôi muốn anh chủ động đồng ý hủy hôn. Tất nhiên, anh có yêu cầu gì, cứ việc nói. Cô thông minh lắm. Như thế ngũ đại gia tộc sẽ khỏi phải chịu ảnh hưởng do hủy hôn mang lại phải không? Đừng quên, anh chỉ là một người bình thường. Tôi từ chối. Hơn nữa tôi muốn bây giờ các người lập tức cút khỏi Nhất Kiếm Phong. Hắn tức rồi. Em coi hắn tức rồi kìa. Hắn nghĩ mình là cái thá gì, lại bảo chúng ta cút khỏi Nhất Kiếm Phong. Cút hay không cút, chọn nhanh lên. Tề Thiên, nói cho anh biết, chỉ cần anh đồng ý hủy hôn, tôi có thể không so đo những lời anh vừa mới nói. Nếu đã như thế, tôi đành phải đánh đến khi các người biết khó mà lui thôi. Thân phục hoặc chết. Thân phục hoặc chết. Tề Thiên, anh khốn nạn, bỏ tôi ra. Tề Thiên, cậu khốn nạn, mau bỏ Mộng Đình ra. Nhà họ Vương là thế gia trăm năm ở kinh đô. Dù cậu có chút tu vi, người của nhà họ Vương cũng sẽ khiến cậu chết không có chỗ chôn. Thế thì tốt. Bảo họ mau mau tới đây, mặc sức trả đạp tôi đi, đừng bắt nạt người ta quá. Tề Thiên, anh là tên khốn, anh nói đi, rốt cuộc phải làm sao anh mới chịu hủy hôn? Không phải tôi không muốn hủy hôn, mà là dù tôi có đồng ý, cô cũng không hủy hôn được. Được, chỉ cần anh đồng ý, giờ tôi có thể hủy hôn. Vậy cô thử đi. Thẩm tiểu thư, cô xem tôi đã nói rồi, dù tôi có đồng ý hủy hôn, cô cũng không thể xé được hôn thư, bởi vì cô vẫn chưa chặt đứt được khóa phong hồn. Năm đó vì muốn đổi mệnh cho ngũ đại gia tộc, sư phụ tôi đã khóa ngũ đại gia tộc lần lượt ở tinh hồn của ngũ phương thần thú. Mà năm bức hôn thư này chính là tinh khí của tinh hồn ngũ phương thần thú hóa thành. Chả phải chỉ là chặt đứt khóa phong hồn sao? Vậy thì chặt đứt thôi. Khóa phong hồn không phải nói chặt là chặt được đâu, đừng phí công vô ích nữa, ngoan ngoãn tuân thủ ước hẹn. Tốt cho cả hai chúng ta. Ôn con, bớt đứng đây ăn nói linh tinh đi. E là bây giờ cậu vẫn chưa biết tình hình hiện giờ của ngũ đại gia tộc nhỉ. Nay dù họ không có khí vận thần thú, thì tu vi của họ cũng là thứ cậu không thể với tới. Tôi, Thẩm Mộng Đình, là người nắm quyền hiện tại ở Đại Hạ. 3 tuổi đã theo tổ phụ kinh doanh, 16 tuổi đã có tiếng trong và ngoài nước, 20 tuổi đã xuất hiện trên bảng tỷ phú quốc tế, là tuyệt đại thiên kiêu độc nhất vô nhị ở Đại Hạ. Dù không có khí vận thần thú bên người, tôi vẫn có thể xuất sắc hơn người. Còn anh là trở ngại tương lai của tôi. Người đàn ông của tôi phải là người đàn ông mạnh nhất trên đời, chứ tuyệt đối không phải loại phế vật như anh. Vì vậy Tề Thiên, anh sẽ không bao giờ sóng bước bên tôi được. Anh sẽ không bao giờ sóng bước bên tôi được. Tốt, 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 cô nói rất tuyệt. Cái tên này, lẽ nào bị mình đả kích tới điên rồi. Nhưng Thẩm tiểu thư, nếu cô hủy hôn với tôi, có thể cả đời này cô sẽ bỏ lỡ người đàn ông mạnh nhất đời đấy. Tôi nói này tên danh kia, đừng bảo cậu muốn nói mình là người đàn ông mạnh nhất trên đời nhé. Cậu cũng không tè một bãi rồi soi lại mình xem cậu là cái thá gì, lại dám ngông cuồng như thế. Hết thuốc chữa rồi. Được rồi, nếu các người đã không chịu đi, vậy tôi sẽ khiến các người mất hết hy vọng. Đây là tinh hồn thần thú đại diện cho nhà họ Thẩm. Đưa rìu cho tôi. Khóa phong hồn, chỉ có trảm hồn đao của các gia chủ mới có thể chặt đứt. Đừng nghe hắn, tiếp tục đi. Đúng, chắc hẳn hắn sợ anh chặt đứt khóa phong hồn, nên mới nói chỉ có trảm hồn đao của gia chủ mới có thể chặt đứt. Anh không tin. Cái gì? Dừng tay. Sao vậy? Chúng ta về thôi. Tại sao? Lẽ nào em không muốn hủy hôn với tên này, về lấy trảm thần đao? Mộng Đình, mau về đi, bài vị trong nhà cháy rồi. Cái gì? Tề Thiên, tôi sẽ quay lại. Được thôi vợ,
tôi đợi cô, lần tới nhớ dẫn theo vài cô vợ khác tới nhé. Ôm con. Chuyện này chưa xong đâu. Cậu cứ đợi đó. Được thôi, tôi sẽ đợi anh, giá trị kinh nghiệm của tôi, lần tới nhớ mang lại nhiều bất ngờ nhé. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ và mặt thẩm mộng đỉnh. Giải thưởng nhận được 10 km quanh đây. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ dài. Từ chối hủy hôn, giải thưởng nhận được 100 km quanh đây. Lửa đồng thiêu không hết cỏ, khi gió xuân thổi cỏ lại mọc. Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt nhiệm vụ dài. Và mặt bất kỳ những kẻ khiêu khích, trình độ xem thưởng khác nhau, giá trị giải thưởng nhận được cũng khác. Xem ra cần có người mới có thể kích hoạt được càng nhiều nhiệm vụ hệ thống. Mình phải xuống núi thôi, Vương Chỉ đúng là một người tốt. Hắn đã mang tới cho ký chủ rất nhiều giải thưởng. Đúng vậy, hắn đúng là một người tốt. Lần tới mong hắn sẽ cố gắng hơn. Hệ thống phá bỏ ngọn núi trước mặt cho tôi. Cái gì? Nó ngăn tôi nhìn thấy ân nhân của tôi. Anh vui là được. Nếu tôi đã là thiên hạ vô địch, cũng nên đổi sang căn khác thôi. Xếp thẩm, em gái tôi tạm thời có việc nên tôi tới thay nó, mong cô đừng để ý. Không sao, anh tới cũng vậy. Nhị tiểu thư nhà họ Võ đâu? Xếp thẩm, người nhà họ Võ nói nhị tiểu thư nhà họ Võ có việc không thể tới. Bỏ đi, không tới thì thôi, chúng ta bàn cũng vậy. Tôi đã điều tra rõ chuyện này rồi. Cái gọi là cắn trả. Thật ra chúng ta nên để ý tới nhất là báo ứng của Thanh Dương chân nhân. Nhưng hiện tại ông ấy đã qua đời, vì vậy cắn trả vô nghĩa. Không cần phải sợ, vì vậy tôi đề nghị hủy hôn, vạch rõ quan hệ với Nhất Kiếm Phong. Vì vậy tôi đề nghị hủy hôn, vạch rõ quan hệ với Nhất Kiếm Phong. Xếp thẩm nói rất đúng, tôi cũng nghĩ nên hủy hôn với Tề Thiên. Chẳng qua do hắn may mắn được làm đệ tử của Thanh Dương chân nhân, nhưng tôi đã âm thầm điều tra hắn, hắn cũng chỉ là một phế vật, có tư cách gì mà lấy con gái của nhà họ Đỗ. Tên danh này hơi cổ quái, không hẳn là phế vật, cũng có chút võ công, nhưng đúng là một tên vô lại, vốn không có tư cách lấy bất kỳ tiểu thư của Ngũ Đại gia tộc. Nếu đã vô lại, e là không dễ cắt đứt quan hệ với hắn đâu. Hơn nữa, nếu bọn tôi chặt đứt khí vận tới từ thần thú, gia tộc suy yếu bọn tôi biết phải làm sao. Dù không có khí vận của thần thú, với năng lực hiện tại của mọi người, lẽ nào không thể thoát khỏi gia tộc? Đúng vậy, Ngũ Đại gia tộc xưa này không ngừng cố gắng, có được như hôm nay, tất cả đều dựa vào bản thân chúng ta, sao có thể vì khí vận của thần thú dẫn tới việc gia tộc bại vong. Nghi thức hủy hôn, nhà họ Bạch ủng hộ đầu tiên. Tốt, nếu mọi người đều thấy hủy hôn không có vấn đề gì, vậy mai chúng ta sẽ mang Trảm Thần Đao cùng tới Nhất Kiếm Phong, khiến tên kia đi vào khuôn khổ. Phải rồi, xếp thẩm, tiểu thư của nhà họ Võ không tới đây, chúng ta có cần thông báo cho cô ấy không? Yên tâm đi, tôi đã sai người đưa thư rồi, chắc mai cô ấy sẽ tới thôi. Tôi không tin cô ấy cam tâm tình nguyện lấy một tên vô lại cô ấy không thích. Vậy thì tốt, đến lúc đó tôi sẽ mời hết danh môn vọng tộc ở Giang Thành. Tôi muốn tên vô lại đó thân bại danh liệt. Điện chủ. Tiểu thư, xếp thẩm gửi thiệp mời tới, hành cô và điện chủ cùng tới Nhất Kiếm Phong hủy hôn với Tề tiên sinh. Có cần tôi trả lời họ không? Chị ơi, trước chị còn lo họ sẽ giành Tề Thiên, bây giờ xem ra định sẵn anh ấy đã là người của em rồi. Một lũ thỉnh cận, họ sẽ hối hận thôi. Cô đi trả lời họ, ngày mai tôi sẽ tới. Em định làm gì cho chồng tương lai của em? 1. Bất ngờ. 2. Hệ thống, năm vợ chưa cưới của tôi bao giờ mới tới vậy? Cũng đã là trưa hôm sau rồi. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, bổn hệ thống sẽ không tham gia vào việc nhà của ký chủ. Lần trước thẩm mộng đình tới đây, cô không tham gia cũng vui lắm mà. Sao vậy? Lần này họ không tới, cô không tham gia nữa sao? Đúng là lòng người. Anh nói thế, tôi cũng hết cách. Tôi biết ngay cô không được mà, ký chủ. Anh giỏi, anh làm đi. Tới rồi, cuối cùng cũng tới. Cuối cùng cũng đến. Mấy hôm nay, đúng là khiến tôi chán chết mà.
đây chính là thằng nhãi đính hôn với năm đại gia tộc à? Nhìn cũng chẳng ra làm sao. Tôi còn tưởng thằng nhãi này có thể đính hôn với năm đại gia tộc. Dù thế nào cũng phải là dòng phượng trong môn người. Anh ta mà là dòng phượng trong môn người, thì năm đại gia tộc làm sao có thể hủy hôn với anh ta được? Nếu các vị đã đến đông đủ, tôi đã chuẩn bị tiệc rượu từ lâu, chỉ đợi các vị đến tham dự thôi. Chuyện gì thế này? Lúc trước khi tôi đến đây cũng đâu phải thế này, sao bây giờ lại thay đổi nhiều thế? Chẳng lẽ là xuất hiện ảo thuật rồi? Chắc chắn là ảo thuật. Thiên hạ có rất nhiều người tài như thế, mấy trò này chẳng là gì cả. Nguyên lý giống các ảo thuật ra thôi. Mộ Bình, cô yên tâm, tôi sẽ lập tức khiến thằng nhãi này hiện nguyên hình. Ngồi cái gì mà ngồi? Thằng nhãi, hôm nay bọn tôi đến đây không phải đến để tấu hài với cậu. Anh Vương Chỉ cũng đến rồi hả? Mấy ngày không gặp, như quá đi mất. Dù gì anh cũng là đại ân nhân yêu quý của tôi mà, thằng nhãi này bị đần đấy hả? Tề Thiên, anh bớt nói nhảm ở đây đi. Hôm nay bốn đại gia tộc bọn tôi còn có nhà họ Vương ở kinh thành ở đây, chứ không phải đến đây để xem anh thi triển ảo thuật biến ra đồ vật gì đó, mà là đoạn tuyệt hôn ước với anh. Nếu anh biết thân biết phận, thì tôi khuyên anh đừng có dây dưa mãi với bọn tôi nữa, thằng nhãi. Nhà họ Đỗ bọn tao không thể nào có một đứa con rể vô lại như vậy. Tốt nhất là mày tự hủy hôn, như vậy còn có thể giữ lại được chút thể diện. Nhưng nếu mày không đồng ý, thì đừng trách bọn tao ra tay vô tình. Đỗ Sơ Hạ chưa đến nhỉ? Em gái tao là thánh nữ đại hạ, sao có thể tự hạ thấp thân phận đến những nơi thế này chứ? Vậy thì đáng tiếc quá. Cô ta không đến, tôi còn không biết cô ta trông thế nào. Nếu mà xấu quá thì tôi không thèm đâu. Chán sống rồi. Đỗ thiếu gia, thằng nhãi này hơi cổ quái, chúng ta đừng nói nhảm. Chém đứt khóa phong hồn này. Chúng ta đông người thế này, tôi không tin anh ta có thể làm gì được chúng ta. Thằng nhãi kia, rác rưởi chính là rác rưởi. Cho dù cậu không cam tâm, cũng phải ngoan ngoãn quỳ dưới đất cho tôi. Nhà họ Bạch, nhà họ Thẩm, nhà họ Liễu, nhà họ Đỗ, hôm nay hủy hôn, chém khóa hồn, phá lời thề. Tôi ủng hộ hủy hôn, tôi cũng ủng hộ, chúng tôi đều ủng hộ. Mình đã nghĩ là hoàn thành nhiệm vụ này, thay sư phụ chăm sóc mấy người tình của ông ấy rồi. Kết quả người nhà họ Võ và Đỗ Sơ Hạ lại không đến. Không được, phạm vi lĩnh vực bây giờ vẫn chưa đến mấy nhà người yêu của sư phụ, vẫn là phải nghĩ cách dù vợ chưa cưới đến mới được. Mấy đại gia tộc các người muốn chém đứt khóa phong hồn này, tôi cũng không phải không thể đồng ý, chỉ là các người thiếu chút thành ý. Những đương sự như Đỗ Sơ Hạ và Võ Ấu Linh còn không có mặt, thì tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho các người chém đứt khóa phong hồn đâu. Đến bây giờ rồi vẫn còn kéo dài thời gian, mày cảm thấy có ý nghĩa à? Tề Thiên, đã là lúc nào rồi anh còn ôm ảo tưởng không thiết thực này hả? Anh đúng là khiến tôi ghê tởm. Tôi không thấy cô ghê tởm là được, chỉ cần cô có thể thực hiện hôn ước, tôi vẫn có thể giúp đỡ các gia tộc ở đây đứng đầu đại hạ. Tôi đường đường là người trèo chống nhà họ Thẩm, tôi không cần anh giúp để đứng đầu đại hạ. Phải đó, thật không biết thể diện lớn vậy ở đâu ra, lại dám nói giúp nhà họ Thẩm đứng đầu đại hạ, không biết tự lượng sức, đúng là nực cười. Tôi không thể. Anh thì có à? Nhà họ Vương đương nhiên là có thể, không biết tốt xấu. Nếu đã vậy, vậy chúng ta cũng không cần phải nói nhiều với anh ta nữa. Đỗ thiếu gia, sao có thể như vậy? Tề Thiên, là anh giở trò, sao lại là tôi giở trò được? Đây là nhà tôi, các người làm loạn trong nhà của tôi còn bắt tôi ngồi yên à? Tôi nói cho anh biết, anh đừng có ép người quá đáng. Dễ thôi, chỉ cần năm cô có thể đứng trước mặt tôi cùng nói ra câu đồng ý thực hiện hôn ước với tôi có thể để các cô chém đứt khóa phong hồn này. Thế nào? Mơ đi, Tề Thiên, đã là lúc nào rồi mà anh vẫn còn vô liêm sỉ vô lại như vậy. Không sao, cho dù anh ta không đồng ý có làm sao, hôm nay đến tôi đã chuẩn bị trước, chính là để đối phó với thằng nhãi này. Là người của Minh Điện, ôi trời ơi, không hổ là nhà họ Vương, thế ra kinh thành có thể khiến các môn đồ Minh Điện uy danh lừng lẫy đến phục vụ cho họ. Thằng nhãi này chết chắc rồi. Minh Điện, rút kiếm ra chắc chắn đổ máu. Bắt con, nhìn thấy chưa, đây chính là thực lực của nhà họ Vương ở kinh đô, chỉ có nhà họ Vương mới có thể sai khiến môn đồ Minh Điện làm việc cho tôi. Tề Thiên, không thể phản kháng chính là như vậy, anh không làm được thì tức là không làm được, một đám gà quê chó què mà thôi, đắc ý cái gì chứ. Đánh đi, giữ lại hơi tàn là được. Có phải thằng nhãi này cảm thấy mình không xong rồi, thế nên nhận thua luôn? Không nhận thua thì làm được gì chứ, đó là môn đồ Minh Điện đấy, một tên rác rưởi như anh ta làm sao được chứ. Cậu ta làm thế nào vậy, cơ khí phóng ra ngoài, anh ta không hề đơn giản. Không ngờ anh ta lại mạnh đến vậy. Vậy phải làm sao? Chẳng lẽ chúng ta không hủy bỏ được hôn ước ư? Nhưng cho dù anh ta rất mạnh, anh ta ăn nói ngông cuồng, làm người thì vô lại, tôi cũng không muốn lấy anh ta đâu. Cho dù là vậy thì có sao chứ? Chẳng lẽ chúng ta đông người thế này lại sợ một kẻ vô lại ư? Cùng nhau lên, giết chết cậu ta. Cậu, tôi cái gì mà tôi, vừa nãy tôi đã nói rồi, người đến đông đủ thì đều dễ bàn bạc,
hai người kia đến rồi nói tiếp. Bọn họ đến hay không cũng không sao. Hôm nay, cho dù chỉ có bốn nhà chúng ta, cũng có thể chém đứt khóa phong hồn này. Sư phụ tôi từng nói, trừ phi năm cô gái của năm đại gia tộc đông đủ, nếu không thì không có cách nào chém đứt khóa phong hồn này. Ngược lại, gia tộc các cô sẽ bị phản phệ lại. Anh bớt ăn nói lung tung đi. Thẩm Mộng Đình này, hôm nay phải chém đứt khóa phong hồn này. Tề Thiên, chỉ cần có thể thoát khỏi tên vô lại như anh, cho dù tổn thất khí vận thần thú thì có sao? Phải đó, tôi không tin đường đường năm đại gia tộc, cho dù chém đứt khí vận, chẳng lẽ lại xui xẻo được sao? Được thôi, dù gì tôi cũng nói hết lời rồi. Nếu đã vậy, mời xin mời các vị, chỉ là đừng có hối hận. Hối hận? Tuyệt đối không. Coi như mày biết điều, biết không thể ngăn cản được bọn tao, nên bằng lòng để bọn tao chém đứt khóa phong hồn. Nếu nhiều người thế này liên thủ lại, mày không thể phản kháng được. Đúng vậy, bắt con, coi như cậu biết điều. Nhưng tôi nói cho cậu biết, cho dù cậu có chút võ công, thì cũng chỉ là một kẻ thô lỗ mà thôi, mãi mãi không thể sánh với chúng tôi được. Ếch ngồi đáy giếng. Các người không hề biết, chém đứt khóa phong hồn năm nhà này, thì sẽ phải đối mặt với cái gì? Đối mặt với cái gì chứ? Năm nhà lụi bại, đại hạ điên đảo. Bắt con to gan quá, lại dám ăn nói ngông cuồng. Tôi biết ngay, anh chỉ là một tên vô lại, như bùn nhão không đắp nổi tường thôi. Anh chỉ biết nói lung tung, chứ còn biết gì nữa đâu. Thế nên hủy hôn với anh ta mới là đúng. Nếu cứ dây dưa mãi với anh ta, sớm muộn gì cũng bị cái miệng bô bô đó vạ lây. Khóa phong hồn bạch trạch của nhà họ Đỗ sẽ do tao tự tay chém đứt. Khóa phong hồn này chỉ có người có hôn ước với tôi mới có thể chém đứt. Nếu người khác làm thay, thì sẽ hủy hoại cả cuộc đời. Hủy hoại cả cuộc đời. Đỗ Thành Văn này không sợ nhất là bị người ta uy hiếp. Được thôi, vậy mời anh bắt đầu biểu diễn. Đỗ thiếu gia, cậu đừng nghe anh ta uy hiếp, chỉ là chém đứt khóa phong hồn thôi mà, lại còn hủy hoại cả cuộc đời, đúng là nực cười. Đúng vậy. Không tin thì cứ thử đi. Ra tay đi. Phản phệ đã bắt đầu rồi. Đừng trách tôi không nhắc nhở các người. Hôm nay tôi phải chém đứt khóa phong hồn bạch trạch này. Hay. Bắt đầu từ hôm nay, nhà họ Đỗ không liên quan đến Nhất Kiếm Phong nữa. Bất con, vừa nãy còn nói là chỉ cần Đỗ thiếu gia chém đứt khóa phong hồn này thì sẽ bị hủy cả cuộc đời mà. Sao hả? Bây giờ vẫn đang khỏe mạnh đó thôi. Ngoài tự cho mình là đúng. Anh còn biết gì nữa? Hủy bỏ hôn ước với anh, quả nhiên là đúng đắn. Thằng nhãi, vừa nãy chẳng phải mày nói tao sẽ bị phản vệ, bị hủy cả cuộc đời ư? Sao? Sao tao chẳng bị làm sao thế? Đừng nóng vội, anh sắp chết rồi. Không tin, anh quay người lại mà xem. Cho dù tao quay người lại thì có làm. Đỗ thiếu gia, đây là đan dược cứu mạng mà tôi vừa luyện ra. Anh ấy uống vào chắc chắn sẽ không sao. Kim đan cứu mạng, không cứu nổi đâu. Tề Thiên, anh đã hại Đỗ Thành Văn. Bất con, cậu đã phải bàn sắt rồi đấy. Tề Thiên, anh đã hại chết Đỗ thiếu gia. Em gái của Đỗ thiếu gia mà biết, chắc chắn sẽ lấy mạng anh. Em gái của Đỗ thiếu gia là thánh nữ đại hạ, võ công của cô ấy sắp đột phá thần tiên lục địa. Chắc cô ấy đã biết anh trai mình bị cậu hại rồi. Cậu cứ đợi bị thánh nữ chém chết đi, tự tạo nghiệp thì phải chết. Vậy thì nhanh lên bảo cô ta mau qua đây, đúng lúc tôi muốn xem thử cô vợ chưa cưới này của tôi rốt cuộc có bản lĩnh gì. Anh đúng là chán sống. Lúc nào cô ta đến tôi không đợi nổi nữa rồi. Hỗ sự, ai cho anh khinh thường thánh nữ? Anh chính là Tề Thiên. Đúng vậy, cậu ta chính là Tề Thiên. Thằng nhẽ này góc vẻ đòi ăn thịt thiên nga thì thôi đi, đằng này lại còn khinh thường cô, bây giờ lại còn hại chết Đỗ thiếu gia nữa. Nhất định không được, dễ dàng tha cho cậu ta. Phải báo thủ cho Đỗ thiếu gia, cậu ta là một tên điên không biết tự lượng sức. Đây là hoạt tâm cửu mệnh đan, có tác dụng cải tử hoàn sinh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi, tỉnh rồi, tốt quá rồi, không hổ là thánh nữ đại hạ, quả nhiên danh bất hư truyền. Đây chẳng lẽ chính là hoạt tâm cửu mệnh đan, có thể cứu sống người chết ư? Em gái, đến rồi à? Anh trai, anh tỉnh rồi, đều tại anh, để em phải đích thân đến đây. Tên Tề Thiên này, anh ta dám chơi bẩn anh, việc này tuyệt đối không thể cho qua. Yên tâm, món nợ này em chắc chắn sẽ đòi lại giúp anh. Thằng nhãi, em gái tao đến rồi, hôm nay mày chết chắc rồi. Đỗ Sơ Hạ đến rồi, còn thiếu võ ấu linh thôi. Tuy bây giờ anh đã được lai tỉnh, nhưng cũng chỉ là giữ hơi tàn mà thôi. Phải biết rằng lời nguyền của thần thú được hóa từ linh khí thiên địa, một khi phản phệ thì không đơn giản vậy đâu. Thằng oát kia, mày còn dám nguyền rủa tao, không tin thì thôi. Bởi vì tôi chưa từng chấp nhận với kẻ sắp chết. Mày, Tề Thiên, anh dám ra tay tàn độc với anh trai tôi, món nợ này chúng ta phải tính rồi.
Không ngờ, thực lực của cô vợ chưa cưới này của tôi cũng khá tốt đấy. Ở bên trong. Tề Thiên, anh giở trò với anh trai tôi, bây giờ đến cả một trường của tôi cũng không dám tiếp, đúng là một tên vô lại. Giở trò. Đối phó với anh ta chỉ là một chuyện đơn giản thôi mà, tôi còn cần phải đánh lén à? Chúng ta đừng nói nhảm với hắn nữa. Tề Thiên, tôi cho anh cơ hội cuối cùng. Tôi hy vọng anh suy xét kỹ rồi hãng trả lời, quỳ xuống xin lỗi hay là từ chối. Tôi nghĩ xong rồi. Đúng là không thấy quan tài không nhỏ lệ, làm vậy từ đầu là xong rồi. Tôi cân nhắc xong, là sẽ cưới cô rồi. Cái tên kia lại dám hỗn láo trước mặt thánh nữ đại nhân như vậy, ai cho anh cái gan nó chém đứt khóa phong hồn này, xóa bỏ hôn ước với tôi. Bằng với, cô sẽ chôn vùi tiền đồ của mình. Là vợ chưa cưới của tôi thực sự không đành lòng nhìn cô rơi khỏi thần đàn. Anh tưởng tôi có thể đảm nhiệm thánh nữ đại hạ chỉ vì năm tinh hồn thần thú bé nhỏ này ư? Nếu không có vận khí của năm tinh hồn thần thú này trợ giúp, năm gia tộc các người vô dĩ chẳng có cơ hội thăng cấp thành năm đại gia tộc đâu, càng đừng nói đến thêm ánh hào quang trên người các cô. Anh nói lung tung, tôi đi được đến hôm nay hoàn toàn dựa vào thực lực của bản thân. Đúng vậy, vì để trở thành thánh thủ thần y đại hạ tôi đã cố gắng biết bao, hôm nay lại bị anh phủ nhận dễ dàng như vậy. Chúng ta vẫn là đừng nên phí lời với anh ta nữa. Thánh nữ đại nhân, phiền cô khống chế anh ta, tránh anh ta giở trò với tôi. Hôm nay chúng tôi buộc phải chém đứt khóa phong hồn, các cô muốn làm vậy thật à? Hỏi thừa. Nếu đã vậy thì ra tay đi thánh nữ đại nhân, làm phiền cô đích thân ra tay. Nếu anh đã tự tìm đường chết vậy đừng trách tôi ra tay với anh. Để cho công bằng, tôi có thể nhường anh 3 chiêu. Không được, đừng, sao thế? Anh sợ à? Đương nhiên là sợ, tôi sợ chỉ cần tôi ra tay, tôi sẽ làm một vợ chưa cưới bị thương, thiệt lắm. Không biết tự lượng sức. Thánh nữ đại nhân, thằng nhãi này vốn là một kẻ mặt dày vô lại, càng cho cậu ta thể diện cậu ta càng vô liêm sỉ, nhìn thấy chưa? Đây chính là hậu quả việc không biết điều. Một tên rác rưởi không có quyền thế, còn muốn nhường cậy rồng phượng, đúng là tức cười. Anh ta vốn dĩ không xứng kết hôn với em gái tôi, lần này không cần sợ anh ta lén ra tay nữa, anh ta tưởng giở trò với chúng ta thì chúng ta sẽ sợ, không dám chặt đứt khóa phong hồn này nữa ư? Chém. Em gái, sao lại như vậy? Mấy người có biết thanh trảm thần đao này sao lại chém được khóa phong hồn không? Vì năm thanh trảm thần đao đều dùng máu đầu tim của tôi để luyện đấy. Thì ra là vậy, cho dù là vậy thì có sao? Hôm nay, chúng tôi phải giải trừ hôn ước với anh. Đúng vậy. Cho dù không có trảm thần đao, tôi cũng có thể khắc chế được anh. Muốn tôi gả cho anh thì phải đỡ được roi cửu tuyết của tôi đã. Võ Nhị tiểu thư, đúng là cô ấy không phải chứ? Cô ấy định gả cho thằng đó thật sao? Võ Nhị tiểu thư điên rồi sao? Em nguyện gả cho anh có chịu lấy em không? Võ Ấu Linh, anh sẽ chịu trách nhiệm với em cả đời. Cảm ơn Tề tiên sinh. Võ Ấu Linh, cô điên rồi hả? Cô định gả cho anh ta sao? Anh ta chỉ là một thằng vô dụng thôi, cô gả cho anh ta chỉ là nô lệ cô thôi. Có phải là cô bị ép không? Nói ra đi, chúng tôi sẽ giúp cô. Cô không thích anh ta, không cần ép mình vậy đâu. Võ Ấu Linh, tôi làm gì cần mấy người ý kiến từ bao giờ thế? Mấy người không biết hành vi hôm nay của mình ngu ngốc thế nào. Tề tiên sinh là người mấy người không vượt qua được đâu, là một người như thần vậy. Để cảm ơn sự tin tưởng của em, anh sẽ giúp nhà họ Võ trở thành người đứng đầu đại hạ. Em tin anh. Em tin anh. Chị nói rồi, Tề Thiên hất tay là giết được Sa Tăng. Phải biết Sa Tăng là cao thủ trên cấp tông sư đấy. Võ Ấu Linh đã đồng ý thực hiện hôn ước với tôi rồi, mấy người mau lên đi. Tôi biết mấy cô ngại, nhưng phụ nữ ấy mà, dù sao cũng phải lấy chồng. Anh bảo bọn tôi lấy anh sao? Anh nằm mơ à? Chúng tôi không hồ đồ như Võ Ấu Linh đâu. Tề Thiên, Võ Ấu Linh sở dĩ lấy anh là vì cô ấy chưa thấy bộ mặt thật của anh thôi. Võ Nhị tiểu thư, cô nhìn lại thằng ở cạnh cô đi, anh ta là thằng vô lại thôi, cô đừng để bị lừa. Đúng, anh ta là thằng rác rưởi thôi, chỉ biết đánh lén thôi. Lấy anh ta không có lợi gì cho cô đâu, đó là do mấy người hồ đồ không thấy được thực lực của Tề tiên sinh. Đời này tôi được lấy Tề tiên sinh là phúc của tôi, nếu không vì hôn ước đó có lẽ tôi không có tư cách đứng bên cạnh Tề tiên sinh. Đúng là điên rồi, liên lạc với Võ gia chủ đi, bảo ông ấy đến đi ngăn mấy hành vi điên rồ của Võ Nhị tiểu thư lại. Ngăn lại ngay, sợ là Võ Nhị tiểu thư điên rồi vậy mà lại đòi gả cho tên Tề Thiên nghèo này. Chuyện này mà chuyện ra không chỉ làm mất mặt cô ấy mà còn làm mất mặt năm đại gia tộc. Đúng vậy, tôi liên lạc rồi, bọn họ sẽ đến Nhất Kiếm Phong. Dù mấy người liên lạc với người nhà họ Võ thì có sao, tôi đã muốn gả cho Tề tiên sinh thì ai cũng không ngăn được. Võ Ấu Linh,
cô điên rồi. Võ Ấu Linh, cô tỉnh táo chút. Anh ta là đồ lừa đảo, không xứng với cô đâu. Đúng vậy đấy. Anh ta mà có bản lĩnh thật thì thánh nữ đại nhân sẽ từ hôn với anh ta sao? Tề Thiên, anh to gan quá. Dám lừa Võ Ấu Linh. Anh không sợ năm đại gia tộc bọn tôi bắt tay lại đấu với anh sao? Mấy người muốn ra tay với Tề Thiên Sinh thì phải qua ải của tôi đã. Võ Ấu Linh, cô muốn bảo vệ tên vô dụng này sao? Cô phải biết, cô không phải đối thủ của tôi. Chỉ cần tôi dùng roi cửu tiết là cô sẽ thành tàn phế. Vậy thì thử xem. Được thôi. Vậy đừng trách tôi không khách sáo. Yên tâm, tôi sẽ nể mặt gia chủ Võ gia, nương tay với cô. Với thực lực của cô, sao có thể chứ? Thực lực của mình sao lại mạnh vậy chứ? Lẽ nào là anh ấy? Cô cứ đánh đi, không cần nhìn ta đâu. Chuyện này, ta có cô bảo vệ, sao có thể có chuyện được? Đúng vậy, chắc chắn là anh ấy. Chỉ có anh ấy mới có thể nâng cao thực lực của mình một cách âm thầm vậy. Cảm ơn Tề Tiên Sinh. Tôi nói rồi, tôi muốn lấy Tề Tiên Sinh, ai cũng không ngăn được. Mấy người xem kìa, Ấu Linh hiểu chuyện biết bao, không như mấy người. Không hiểu chuyện. Chúng ta mặc kệ họ đi được không? Bọn họ không gả cho anh, đó là họ không biết tốt xấu. Tôi đồng ý, chúng ta đuổi họ đi đi, rồi vào độc phòng. Có phải là hơi nhanh quá không? Chúng ta làm việc luôn đi. Sao lại thế được? Tại sao không được? Tôi chuẩn bị xong rồi. Giờ chúng ta mau động phòng đi. Đăng ký kết hôn ngay. Cô gái này có cần vậy không? Chuẩn bị cả sổ hộ khẩu luôn. Tôi chuẩn bị xong hết rồi. Anh không cần lo. Không được. Tôi cũng không đồng ý họ kết hôn. Năm đại gia tộc chúng tôi không thể kết hôn với loại như anh. Võ Ấu Linh, tôi làm gì cần báo cáo với mấy người lúc nào vậy? Cô đúng là vớ vẩn. Võ Ấu Linh, cô nghĩ cho kỹ. Cô mà gả cho người này thì có nghĩa là cô không có quan hệ gì với năm đại gia tộc nữa. Chỉ cần được ở bên Tề Tiên Sinh, dù có phải rời khỏi gia tộc thì cũng có sao. Đã vậy thì để tôi chém đứt khóa phong hồn của mọi gia tộc, cắt đứt nghiệt duyên của cô và Tề Thiên. Cô dám? Sao tôi không dám? Em gái, cẩn thận bị Tề Thiên đánh lén. May mà em ra tay kịp, nếu không tinh hồn thanh long của nhà họ Võ đã bị thả đi rồi. Tốt quá đi, khóa phong hồn của Thao Thiết đã đứt, hôn ước của nhà họ Thẩm và nhà họ Tề cũng được hủy rồi. Trời ạ, không sao, tinh hồn Thao Thiết đi rồi. Chỉ là sóng dư thôi, không phải sợ. Thẩm Mộng Đình, sai lầm lớn nhất đời này của cô là để Đỗ Sơ Hạ chặt đứt căn cơ nhà họ Thẩm. Sao? Tinh hồn Thao Thiết rời đi, có phải là anh định nói nhà họ Thẩm tôi sắp suy yếu rồi không? Cô nói đúng đấy, cơ nghiệp nhà họ Thẩm sẽ bị hủy hoại. Nói linh tinh. Thánh nữ đại nhân, chém đứt khóa phong hồn của Tỳ Hưu nhà họ Liễu tôi đi. Cả Chu Tước nhà họ Bạch nữa, yên tâm. Khóa phong hồn nhà mấy người, tôi sẽ chém đứt. Hơn nữa, tôi sẽ chặt cả của nhà họ Võ nữa, chỉ cần tôi ở đây, dù mấy người là ai, cũng đừng hòng chặt đứt khóa phong hồn thanh long nhà họ Võ. Võ Ấu Linh, cô bị tên khốn này làm mờ mắt à? Giờ cô mất hết lý trí rồi. Tề Thiên, dù anh đã thôi miên cô ấy kiểu gì, anh cũng đừng hòng thành con rể nhà họ Võ. Cho dù Võ Ấu Linh có kiên trì thế nào thì cũng không có ích. Tên kia, không phải cậu nói cậu sẽ cưới Võ Ấu Linh sao? Để cô ấy đào rau dại trên Nhất Kiếm Phong à? Chỉ cần được theo Tề Tiên Sinh, cho dù đời này chỉ có thể ở Nhất Kiếm Phong, tôi cũng đồng ý. Hết thuốc chữa. Con nói linh tinh gì vậy? Mẹ, mẹ, con sao thế hả? Tuấn Ngạn trẻ trung thì không lấy, cứ đòi chạy chỗ khỉ ho cò gáy. Gả cho thằng này, con coi mẹ với bố con chết rồi à? Mẹ nghe con nói, Tề Thiên anh con im đi, bây giờ chưa đến lúc con nói chuyện. Con mà giải thích hộ thằng này nữa, con không phải con gái mẹ nữa. Thánh nữ đại nhân, Đỗ thiếu gia, cảm ơn hai vị thông báo với tôi kịp thời. Nếu không Ấu Linh đã bị lừa rồi. Đây là điều bọn tôi nên làm mà. Hai vị đến đúng lúc lắm. Vừa hay, chúng ta có thể cùng giải quyết hôn sự của năm đại gia tộc với Tề Thiên. Tốt quá rồi. Tôi không muốn con gái tôi gả cho Tề Thiên. Con gái chúng ta xứng với người tốt hơn. Bố, mẹ, bố mẹ không biết Tề Tiên Sinh đại diện cho gì. Trên đời này, Tuấn Ngạn nào cũng không bằng một phần nghìn Tề Tiên Sinh. Con im đi, thằng này mà có năng lực đó thì sao nó lại ở chỗ khỉ ho cò gái này? Nó lừa con đấy. Gì? Tề Thiên đang lừa Ấu Linh đấy, chúng ta không tin được anh ta đâu. Đúng vậy, chú gì, bây giờ không phải lúc nói chuyện này. Cách bây giờ là cắt mối nghiệt duyên này với Tề Thiên đi. Thánh nữ, mong cô ra tay, chém đứt khóa phong hồn.
xử lý tên này thay nhà họ Võ chúng tôi. Đương nhiên là được. Không được. Hai vị, Võ Nhị tiểu thư nhiều lần ngăn cản, tôi không dám giết cô ấy trước mặt hai người đâu. Võ Ấu Linh, con biết con đang làm gì không? Con đang bảo vệ nhà họ Võ, ngăn bố mẹ phạm lỗi vì tư duy hạn hẹp. Con muốn bố mẹ tức chết à? Con chỉ muốn bảo vệ bố mẹ thôi. Được. Từ nay về sau, Võ Ấu Linh con không phải con gái nhà họ Võ nữa. Võ Ấu Linh, mau xin lỗi đi, con không sai. Ai? Muốn dạy dỗ con gái, cũng đừng dạy dỗ ở nhà tôi, mấy người có phép tắc không thế. Hơn nữa, cô ấy đã đồng ý lấy tôi rồi, thì cô ấy là vợ tôi, muốn đánh vợ tôi. Đã được sự đồng ý của tôi chưa? Là anh ấy đã cứu mình, em yên tâm. Nếu em đồng ý gả cho anh, thì em là vợ anh. Không ai dám động vào em cả. Đầu khốn, cậu đánh lén tôi hả? Là tôi thì có sao, có giỏi thì đánh tôi đi. Nó là người con thích à? Võ Ấu Linh, nếu trong lòng con còn bố mẹ thì đừng yêu tên này. Bố, mẹ. Con không thể trơ mắt nhìn bố mẹ bước vào con đường sai. Đúng là hết thuốc chữa, thánh nữ đã ra tay giúp rồi, mà cô vẫn làm liên lụy. Đúng là không biết nhà họ Võ dạy dỗ con cái kiểu gì. Võ Nhị tiểu thư, nếu Võ Đại tiểu thư biết cô đi xuống như vậy, sợ là dù đang giết địch ở biên cương thì cũng sẽ về. Nên để Võ Chiến Thần qua đây xem cô em gái tốt của cô ấy. Võ Chiến Thần, người mấy người nói không phải là Võ Mị Linh đó chứ? Tên húy của Võ Chiến Thần là thứ cậu gọi được à? Đúng là không biết thân biết phận. Tôi gọi tên nô tỳ của mình có vấn đề gì à? Thằng này, to gan thật đấy. Anh ta dám gọi Võ Chiến Thần là nô tỳ, điên rồi à? Đúng là, năm đại gia tộc hủy hôn với tên này là đúng. Tề Thiên ơi là Tề Thiên, anh có biết Võ Chiến Thần ở Đại Hạ là ai không? Anh dám nói cô ấy là nô tỳ? Khốn nạn, cậu dám gọi con gái tôi thế. Hôm nay, tôi không tha cho cậu đâu. Nhà họ Võ tôi không cho ai sỉ nhục cả. Mấy người đang thấy bất bình cho Võ Mị Linh à? Nhưng mấy người có biết chính cô ấy muốn làm nô tỳ không? Nói linh tinh, Võ Chiến Thần không thể vậy được, không tin à? Hỏi cô ấy đi. Tôi có thể nói cho mọi người, đúng là chị tôi tự nói muốn làm nô tỳ của Tề Tiên Sinh. Tề Tiên Sinh chưa lừa mọi người bao giờ. Sao? Giờ thì rõ rồi chứ. Võ Ấu Linh, sao con lại nói chị con vậy? Tôi thấy cô điên rồi thì có, Võ Chiến Thần mà biết thì sẽ giận đấy. Võ Ấu Linh, con biết mình đang làm gì vậy? Rất rõ ạ. Lúc trước chị con nhận Tề Tiên Sinh làm chủ là vì Tề Tiên Sinh là cao thủ mạnh nhất thế gian. Nói linh tinh. Con biết giờ con nói gì mọi người cũng không tin, nhưng bố mẹ tin con đi, không lâu nữa mọi người sẽ hiểu nỗi khổ tâm của con và chị thôi. Đúng là hết thuốc chữa. Người đâu? Bố định làm gì? Đưa đi cho tôi. Mấy người làm gì thế, gia chủ? Chúng tôi không lại gần tiểu thư được. Là cậu, giở trò. Vợ tôi không muốn đi, không ai đưa đi được. Tề Thiên, đừng tưởng tôi không biết cậu giữ con gái tôi lại là vì gì. Chỉ là vì có con gái tôi ở đây, chúng tôi không làm gì được cậu. Thậm chí không thể chém khóa phong hồn. Mấy người muốn chặt khóa phong hồn thì cứ việc. Nào, mời bắt đầu biểu diễn. Hôm nay, cho dù ai ngăn, tôi cũng không khách sáo đâu. Cô chú ý đấy, đây là khóa phong hồn cuối đấy. Chỉ biết lừa đảo. Không phải cậu nói một khi khóa phong hồn tinh hồn thần thú mà bị chém thì sẽ có chuyện không tốt xảy ra sao? Ở đâu? Kết giới sắp vỡ rồi, chư thần phương Tây sẽ đến xâm phạm. Ta đánh không lại, xem ra phải mời Tề Tiên Sinh xuất sơn rồi. Chỉ là một thứ vô hình thôi mà. Cuối cùng chúng ta cũng cắt đứt với anh ta rồi. Đúng vậy, cuối cùng cũng không phải gả cho tên này nữa. Mấy người sẽ trả giá vì hành vi của mình. Tề Tiên Sinh không phải người mấy người tưởng tượng được. Được, trả giá hả? Được thôi, cô nói xem bọn tôi sẽ trả cái giá gì. Không biết gì, mấy người không tin thì đợi xem. Chúng tôi không có thời gian đợi với anh đâu.
Không tin à? Bây giờ cứ gọi điện thoại hỏi đi. Được, vậy tôi sẽ để anh chết rõ ràng. Alo, bố. Cái gì? Sao vậy, thanh nữ? Tòa nhà lớn Thẩm Thị sụp rồi. Tòa nhà lớn Thẩm Thị sụp rồi, cô nói gì? Tòa nhà lớn Thẩm Thị sụp rồi. Alo, nhà họ Liễu cũng. Alo, cái gì? Nhà họ Bạch cũng. Alo, anh gái, nhà họ Đỗ đóng cửa rồi. Cái gì? Hai người không cần kiểm tra nữa. Nhà họ Võ chúng ta chắc chắn cũng có chuyện rồi. Đều tại tôi. Nhà họ Võ cũng xong rồi. Đây chính là cán ngược. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Toi rồi, tất cả hết rồi, tự tạo nghiệp. Không thể sống. Yên tâm, em có anh. Em là vợ anh. Anh nể mặt em. Cho nhà họ Võ một cơ hội. Thật sao? Dĩ nhiên rồi. Tề tiên sinh, cảm ơn anh. Tề tiên sinh, tôi biết sai rồi. Chỉ cần anh tha cho nhà tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. Nhà họ Bạch tôi nữa, nếu anh tha cho nhà họ Bạch, chúng tôi làm gì cũng được. Nếu anh tha cho nhà họ Bạch, chúng tôi làm gì cũng được. Còn các người, Tề Thiên, anh dùng gia tộc chúng tôi để uy hiếp. Anh vô liêm sỉ quá đấy, cho nên cô có thể làm gì tôi, anh đừng quá đáng quá. Đây là thái độ nhận sai của cô à? Rốt cuộc anh muốn làm gì, phải xem mấy người rồi. Bây giờ chúng tôi đều sai rồi, chúng tôi xin lỗi anh, được chưa? Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ chính, có được điểm lĩnh vực. Đợi đã, đừng vội kết toán, tôi vẫn muốn tiếp tục. Không thể cứ thế mà tính, tuy sau đó sẽ được nhiều điểm lĩnh vực hơn, nhưng rủi có nhỏ cũng là thịt. Anh vui là được. Phục rồi à? Vậy giờ mấy người có thể nhận sai rồi. Đúng. Đáng tiếc. Tiếc cái gì? Tiếc là dù bây giờ các người nhận sai, tất cả cũng muộn rồi. Dĩ nhiên, tôi cũng có thể cho các người cơ hội. Chỉ cần hoàn thành điều kiện của tôi. Điều kiện gì? Yên tâm, mấy người hoàn thành điều kiện này rất dễ. Con hư tại bố. Các người hôm nay đại náo nhất kiếm phong tôi, ngang nhiên hủy hôn, cắt đứt khóa phong hồn năm phương của sư phụ tôi, pha cấm kỵ đại hạ. Đại hạ bây giờ các thần phương Tây xâm nhập, như vào trốn không người. Tôi cho các người 10 phút, lập tức gọi gia chủ của các người đến. Ở trước mặt tất cả mọi người quỳ xuống dập đầu xin lỗi trước mộ sư phụ tôi. Nếu không, tuyệt đối không cho qua. Tuyệt đối không cho qua. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Khốn khiếp, dám bắt gia chủ nhà tao đến dập đầu xin lỗi mày. Mày là cái gì? Thế thì đáng tiếc rồi, chỉ có thể nhìn năm đại gia tộc chấm hết tại đây. Tề Thiên, anh đừng quá đáng quá. Các người chỉ cần nói có gọi gia chủ đến không thôi. Chúng tôi, nhà họ Liễu đồng ý. Tôi nói, các người đừng để hắn lừa. Ý gì vậy? Tòa nhà của chúng ta sẽ không phải do cán ngược, mà là do động đất. Mọi người xem. Thì ra là thế. Tên nhãi này chắc chắn biết chuyện này, cho nên dùng chuyện này để bắt chẹt mọi người. Hắn là thằng lừa đảo. Thì ra là động đất. Tuy là động đất lớn, nhưng chỉ cần không phải cán ngược đối với năm đại gia tộc thì không phải chuyện to tát. Chúng ta suýt nữa bị hắn lừa rồi. Tên khốn này, ngoài biết dùng mấy thủ đoạn hèn hạ, cậu còn biết gì nữa? Tôi sẽ không đồng ý gả con gái cho loại chó như cậu đâu. Loại vô lại thế này, giết hắn đi, còn phí lời với hắn làm gì? Gia chủ của bốn đại gia tộc biết thân đến, lần này có kịch hay xem rồi. Tôi muốn xem thằng rác rưởi này còn đắc ý đến khi nào. Hắn chết chắc rồi. Bố, năm đại gia tộc chúng ta đã cắt đứt khóa phong hồn này, đã không còn liên quan gì đến tên phế vật này nữa. Tốt quá rồi, để tránh sau này có biến cố, cứ giết tên nhãi này đi, chúng tôi tán thành. Tuy cắt đứt khóa phong hồn rồi, nhưng chỉ mất đi khế ước, không ai đảm bảo được ông già năm đó có bày ra cấm kỵ gì không, để tránh phiền phức không đáng có. Không thể giữ tên này. Chuyện này giao cho con đó. Đây là bảo bối năm đó ông già đó để lại, nghe nói có thể áp chế tất cả sức mạnh của các sinh linh trên thế giới. Bố biết tên nhãi này hình như có chút đạo hành, vừa hay con có thể dùng thứ này nhẹ nhàng giết hắn. Dùng cổ tháp trấn giết Tề Thiên. Tên nhãi này chết xứng đáng rồi. Thật sự phải như vậy sao? Nhất định. Tề Thiên đúng là có chút thực lực, muốn nhẹ nhàng giết hắn mình vẫn hơi không nắm chắc. Bây giờ có cổ tháp rồi, nhất định sẽ làm chơi được thật. Tề Thiên, kiếp sau hy vọng anh có thể đầu thai vào một nhà tốt. Không cần kiếp sau đâu, đời này tôi vẫn chưa sống đủ. Đáng tiếc quá rồi, xem ra các người không có cơ hội rồi. Cô nói xem, đám phụ nữ các sao lại không nghe lời thế? Cứ muốn tôi mạnh tay mới nghe lời à? Tên nhãi, chẳng lẽ mày thấy cổ tháp này cũng không thu phục được mày à? Cổ tháp này là sư phụ của anh tặng, có thể chấn giết tất cả tà ma trên thế giới. Anh thấy giết một người như anh có dễ như trở bàn tay không? Anh yên tâm, họ không thể làm gì anh. Võ nhị tiểu thư, tôi khuyên cô quay đầu đi.
không thì khi tên này chết, cô sẽ không có cơ hội quay đầu đâu. Không được, tôi không cho các người chấn giết Tề tiên sinh. Cô nói không được. Là hắn sẽ không chết hả? Các người muốn chấn giết Tề tiên sinh thì phải bước qua xác tôi. Võ Thành Trấn, đây là con gái tốt ông nuôi đấy à? Võ Ấu Linh, mau cút qua đây, không thể nào. Hơn nữa, nếu chị tôi biết các người chấn giết Tề tiên sinh, sẽ không tha cho các người đâu. Nếu Võ Chiến Thần biết chúng tôi giết hắn, tuyệt đối sẽ vỗ tay khen hay. Võ Ấu Linh tránh ra, tôi không muốn làm cô bị thương. Võ Ấu Linh, mau qua đây đi. Tề Thiên, dù anh có bản lĩnh lớn cũng không thể thi triển được. Chịu chết đi. Thế à? Dừng tay. Thì ra là Võ Chiến Thần. Chị gái, chị đến rồi, chuyện gì vậy? Họ cắt đứt khóa phong hồn rồi. Cái gì? Chả trách chị đột nhiên phát hiện kết giới đại hạ bị người ta phá vỡ. Đỗ Sơ Hạ, cô tự ý phá hoại cấm kỵ đại hạ, đúng là muốn chết. Xin Tề tiên sinh xuất sơn bảo vệ giang sơn đại hạ ta. Võ Chiến Thần, cô đang đùa à? Sao cô lại quỳ xuống trước tên phế vật này? Đúng vậy, hắn là một tên vô lại, sao phải xin hắn? Nhị Linh, con sao thế? Có phải bị thằng nhãi này lừa không? Các người có biết chính vì các người vô tri tự ý cắt đứt khóa phong hồn, dẫn đến kết giới đại hạ bị hư tổn, bây giờ các thần phương Tây đã tùy tiện vào đại hạ, các người gây đại họa rồi. Võ Chiến Thần, cô đang đùa à? Đây là khóa phong hồn thôi mà, sao lại phá hoại kết giới của đại hạ ta được? Đúng. Võ Chiến Thần, tôi thấy cô chắc là bị hắn lừa rồi. Võ Mị Linh, vừa nãy họ nói tôi lừa cô. Sao có thể, anh thần thông quảng đại sao lại lừa tôi được? Hơn nữa kết giới đại hạ đúng là đã bị hư hại, xin Tề tiên sinh xuất sơn sửa kết giới, nếu không đại hạ sẽ gặp nguy. Tề tiên sinh là chí tôn của đại hạ ta, không ai địch được. Các người nếu còn dám hỗ sự với Tề tiên sinh, chém không tha. Võ Mị Linh, con sao vậy? Sao lại nhận một tên vô lại làm chủ? Đúng đó, con nói mời hắn xuất sơn. Võ Chiến Thần, chắc chắn cô nhầm rồi, sức mạnh của Tề tiên sinh không phải thứ anh tưởng tượng được. Tề tiên sinh là cao thủ chí tôn của đại hạ ta, cũng là vị thần duy nhất có thể bảo vệ đại hạ bây giờ. Hắn á, một tên phế vật lừa đảo. Mở. Chuyện gì vậy? Chỉ cần bị ánh sáng của cổ tháp này nhắm đến, dù là thần tiên cũng không thể thoát kiếp nạn. Cô không bảo vệ được Tề Thiên đâu. Không ngờ thánh nữ lại muốn lao vào vòng tay tôi thế. Đúng là khiến tôi bất ngờ vì được ưu ái. Thánh nữ, em gái, tôi. Sao anh thoát được khống chế của cổ tháp? Vì tôi vô địch. Mày nói láo. Mọi người đừng bị hắn lừa. Theo tôi thấy, chắc chắn là vì bảo vật này vốn là sư phụ hắn tặng cho chúng ta, cho nên hắn có thể tùy ý phá hoại. Thì ra là vậy. Chúng ta suýt nữa bị tên này lừa rồi. Đúng, nếu không phải Đỗ thiếu gia giải thích, chúng ta đã tin lời ma quỷ của hắn rồi. Tề Thiên, mày dám đồng thời đắc tội với năm đại gia tộc, hôm nay nhất định phải khiến mày chết. Dù hôm nay mày không chết, ngày mai mày cũng phải chết. Bố, là anh, là anh đã hạ độc chúng tôi. Tên nhãi này lòng dạ thật độc ác. Tề Thiên, nếu bố tôi có mệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Sợ rằng các người không có cơ hội này rồi. Tại sao? Vì rất nhanh thôi các người cũng sẽ chết. Rốt cuộc anh có ý gì? Người làm trái lời hứa dĩ nhiên sẽ chịu trừng phạt. Các người rất mau sẽ đến lượt các người thôi. Đến gia tộc các người cũng phải biến mất. Không, là giả. Không phải, là giả. Cái này, đây là thật, thật sự bị trừng phạt rồi. Tề Thiên, Tề tiên sinh, tôi sai rồi, tôi chỉ xin cậu đừng trừng phạt chúng tôi. Tề tiên sinh, là tôi có mắt không tròng, không biết chân thần, xin cậu ban phát từ bi. Ấu Linh, Nhị Linh, mẹ biết sai rồi, các con mau xin Tề tiên sinh tha cho bố mẹ đi. Bố, mẹ, sở dĩ hai người không chịu trừng phạt là vì Tề tiên sinh nể tình Ấu Linh, tha cho hai người. Cảm ơn Tề tiên sinh, cảm ơn Tề tiên sinh, các người biết sai rồi chứ? Tề tiên sinh, nhà họ Liễu chúng tôi biết sai rồi, xin anh tha cho chúng tôi. Chúng tôi có thể làm bất cứ điều gì. Tề tiên sinh, còn nhà họ Bạch tôi, chúng tôi bằng lòng quỳ nhận phạt. Tôi cũng đồng ý, tôi cũng đồng ý, chúng tôi cũng đồng ý. Rất tốt, hệ thống có thể kết toán rồi. Chúc mừng ký chủ,
có được điểm lĩnh vực ở bán kính 130 km. Đến bây giờ cuối cùng cũng có được điểm lĩnh vực bán kính 200 km rồi. Như vậy mình có thể xuống núi chăm sóc những mối duyên sư phụ để lại rồi. Anh hiếu thảo ghê. Tề Thiên, không, Tề Thiên sinh, bây giờ chúng tôi đã đồng ý thực hiện lời hứa. Lời hứa của chúng tôi khi nào mới thực hiện được? Bây giờ các người có thể đi rồi. Tại sao? Tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của các người nữa. Tôi cũng sẽ không cưới bất cứ ai trong các người. Vì các người không xứng. Anh còn không đi à? Đủ rồi, chúng tôi đi. Đợi đã, anh muốn làm gì? Bây giờ các người có thể đi rồi. Mau đi đi. Hệ thống, tiếp tục kết toán. Vừa nãy tôi đã đánh bọn họ mỗi người một cái. Anh đúng là thanh tranh thủ. Cô chỉ cần nói có thưởng không thôi. Buồn hệ thống, có tài đức gì thế chứ. Chúc mừng ký chủ và mặt tất cả mọi người có mặt. Phần thưởng là điểm lĩnh vực 5 km. Tề Tiên Sinh, trước đây là chúng tôi đã hiểu lầm cậu. Xin lỗi. Cậu định khi nào thành hôn với Ấu Linh? Mẹ, bây giờ không phải lúc nói việc này. Chủ nhân, xin anh bây giờ xuống núi. Nếu anh còn không xuống núi giải quyết các thần phương Tây, đại hạ thật sự sẽ sụp đổ mất. Tề Thiên, bây giờ năm thần thú giải phóng tinh hồn, kết giới đại hạ bị phá vỡ, các thế lực thần phương Tây xâm nhập. Tôi là con dân đại hạ, dĩ nhiên sẽ ra sức trợ giúp, tuyệt đối không để bọn thế lực tà ác mặc sức làm bừa ở đại hạ ta. Cảm ơn chủ nhân lòng nghĩ cho chúng sinh. Mỹ Linh thay con dân đại hạ cảm ơn anh. Đừng yêu anh đây, anh đây chỉ là truyền thuyết thôi. À đúng rồi, lần này anh xuống núi chắc chắn không có nơi dừng chân. Tôi có một trang viên ở Giang Thành tên là Vân Vũ Sơn Trang. Nếu anh không chê, sau này anh chính là chủ nhân của nó. Làm sao đây? Lần này cắt đứt khóa phong hồn, hình như chúng ta thật sự gây họa rồi. Thánh nữ, cô có cách gì không? Kế hiện tại, chúng ta chỉ có thể cầu Tế Tiên Sinh tha thứ thôi. Ông nội, vừa nãy ông nghe nói cháu và nhà họ Bạch, nhà họ Liễu, nhà họ Thẩm đã tới Nhất Kiếm Phong, còn chém đứt khóa phong hồn, đồng thời hủy họ hôn sự với Tề Thiên. Cháu bây giờ cháu lập tức đi tìm Tề Thiên xin lỗi, cố gắng hết sức có được sự tha thứ của Tề Thiên, khôi phục hôn ước của hai bên. Nếu thực sự không được, xin một cậu con trai bán nữ cũng được. Nếu không, cháu đừng về nhà họ Đỗ nữa. Sao thế thánh nữ? Tôi gì cơ, bảo cháu sinh con cho Tề Thiên ư? Làm phiền mời Thẩm tiểu thư nghe điện thoại. Vương thiếu gia, tiểu thư đã nói rồi, từ nay về sau anh đừng gọi điện thoại tới nữa. Cô ấy sợ Tề Thiên sinh hiểu lầm. Cậu nói gì cơ? Alo, thiếu gia, bên ngoài có 4 người nước ngoài tìm anh, không gặp, đuổi đi. Vâng. Anh Vương, nghe nói anh muốn đuổi chúng tôi đi. Mấy người? Mấy người là tứ đại chư thần ở phương Tây. Chúng tôi muốn nhờ anh tìm một người. Anh biết hắn là ai? Nhóc con này lại chém giết Santa. Tôi có thể nói với mấy người hắn là ai. Nhưng tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Trước khi hắn chết, tôi muốn sỉ nhục hắn một lần. Như vậy mới có thể nguôi bớt nỗi hận trong lòng tôi. Hệ thống, chuẩn bị xong chưa? Gì cơ? Mau đào tất cả con giun khác ở Vân Vũ Sơn Trang ra cho tôi. Anh nghiêm túc sao? Rùi nhỏ cũng tính là thịt mà. Có anh là phúc của tôi. Chủ nhân, không ổn rồi. Không sao, nói đi. Chủ nhân, tôi vừa nhận được tin các thần phương Tây đã tới Giang Thành. Đồn đại ngày mai sẽ quyết chiến với anh ở đàn trảm thần báo thù cho Santa. Santa đúng là một người tốt mà. Chư thần phương Tây đúng là đáng ghét. Vậy mà lại thách thức cao thủ đại hạ ta. Đúng là đáng ghét. Chỉ là tôi nghe nói người ứng chiến hình như là con rể của nhà họ Võ. Con rể nhà họ Võ, có được không? Nhóc con, thật không ngờ cậu thực sự dám tới ứng chiến. Hôm nay chư thần phương Tây ở đây, tôi xem cậu còn kiêu ngạo thế nào. Vương đại nhân đúng là lợi hại. Đi ra ngoài, còn dẫn theo 2 vệ sĩ. Sao thế? Sợ bị tôi đánh sao? Tề Thiên, cậu đừng kiêu ngạo. Sau đó thì sao? Đừng nghĩ bản thân hôm đó ở Nhất Kiếm Phong có thể làm 5 đại gia tộc khiếp sợ, thì hôm nay có thể ở đàn trảm thần làm chư thần phương Tây sợ hãi. Không thể không nói, Vương Chỉ, anh đúng là ân nhân của tôi. Nếu không có anh, tôi không thể đi tới Nhất Kiếm Phong nhanh như vậy. Chỉ là
chư thần phương Tây ở đâu thế? Sao vẫn chưa đến đây? Cậu có ý gì? Còn có ý gì nữa? Tất nhiên là cảm ơn anh. Quay về, sẽ đưa anh tấm thẻ người tốt. Mau lên, bảo họ mau tới đây. Nếu không, tôi sẽ đích thân đi tìm họ đấy. Tề Thiên, chết đến nơi rồi còn dám kiêu ngạo như vậy. Nhóc con này, chính là cao thủ đối chiến với chư thần phương Tây sao? Tiêu đời rồi, giờ tôi đã dự đoán được. Cảnh tượng hắn thua chư thần phương Tây rồi, ánh mắt nhà họ Võ sao lại kém vậy chứ? Một nhóc con khắp người nghèo nàn, sao lại là cao thủ chứ? Tề Thiên, cậu nghe thấy chưa, ánh mắt của mọi người rất sắc bén. Đợi chư thần phương Tây đến, hôm nay cậu chết chắc rồi, phải phải. Họ rốt cuộc ở đâu hả? Đừng nghĩ cậu đã từng chém chết Santa, thì nghĩ bản thân có thể chém giết chư thần phương Tây khác. Vương Chỉ, hỗn láo, đừng đừng là đại tiểu thư nhà họ Võ, chiến thần của Hoa Hạ, mà lại qua lại với một kẻ vô lại. Nói ra ngoài, cũng không sợ người ta cười nhạo à? Muốn chết à? Đợi đã, chủ nhân. Tại sao anh để đồ rác rưởi này ở trước mặt anh? Anh để tôi chém hắn một nhát, nỡ trướng mắt của anh. Tôi không nỡ đâu. Anh ta là một nhân tài. Giờ muốn nịnh tôi à? Muộn rồi, đợi chư thần phương Tây đến đây, nhất định sẽ xé cậu thành trăm mảnh. Chủ nhân, anh cứ để tôi hạ lệnh, chém anh ta đi, hắn dám giết tôi không? Thế nào? Bớt giận chưa? Chưa bớt giận à? Đại ca, tôi sai rồi. Đại ca, đừng đánh nữa. Tha cho tôi đi, giờ bớt giận chưa? Chủ nhân, Mỹ Linh không có gì để nói cho nên. Bọn họ rốt cuộc ở đâu? Suýt nữa thì quên, sau lưng mình là chư thần phương Tây. Tại sao phải sợ hắn chứ? Tề Thiên, xem ra cậu không biết sự lợi hại của chư thần phương Tây nhỉ? Đợi họ tới đây, cho họ cậu có 10 cái mạng, cũng không đủ cho họ giết. Có điều, giờ họ vẫn chưa tới. Chuyện vừa rồi, bây giờ quỳ xuống dập đầu lại tôi xin lỗi. Tôi có thể cầu xin họ tha mạng cho cậu. Muốn động vào chủ nhân tôi thì bước qua cửa của Võ Mỹ Linh tôi trước đi. Chỉ dựa vào cô ư? Với thế lực của nhà họ Võ cô cũng muốn chống lại chư thần phương Tây, đúng là nực cười. Vậy cộng thêm nhà họ Đỗ tôi thì sao? Nhà họ Đỗ tôi, nhà họ Bạch, nhà họ Liễu, nhà họ Võ, nhà họ Thẩm nguyện đi theo Tề Tiên Sinh, nhận Tề Tiên Sinh là chủ nhân. Trời ơi, chuyện gì thế này? Nhà họ Võ thích tên nhóc con này thì thôi đi, sao bốn đại gia tộc khác cũng tới góp vui thế? Cô gái kiêu ngạo của Lục Đại Hoa Hạ lại cam tâm làm thuộc hạ của một đứa con rể vô dụng. Rốt cuộc, đây là chuyện gì thế? Tôi không hoa mắt chứ, nhóc con này có phúc gì vậy? Các người điên hết rồi à? Nhóc con này có tư cách gì mà xứng với mấy người chứ? Cả em nữa Thẩm Mộng Đình, ban đầu em không đồng ý lấy hắn mà. Anh còn giúp em hủy hôn nó, còn bây giờ lại ở đây giúp hắn, khiến anh mất mặt sao? Vương Chỉ, cho dù tôi không đồng ý lấy Tề Tiên Sinh và bằng lòng hợp tác với anh, nhưng tôi cũng sẽ không đồng ý cùng anh bắt tay với chư thần phương Tây, bắt nạt đồng bào của đại hạ ta. Vương Chỉ, tôi khuyên anh dừng lại đi, nếu không chúng tôi sẽ không khách sáo với anh đâu. Được, nếu mấy người đều muốn đối đầu với tôi đúng không, vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Hôm nay năm đại gia tộc các cô đưa ra lựa chọn, tôi sẽ khiến các cô rơi xuống hoàn toàn. Cho dù gia tộc rơi xuống, chúng tôi cũng sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh Tề Tiên Sinh. Chỉ vì chúng tôi sống là người đại hạ, chết là quỷ của đại hạ. Sống là người đại hạ, chết là quỷ của đại hạ. Có khí phách đấy, nhưng cho dù các cô có khí phách, hôm nay cũng phải chôn thân ở đàn trảm thần. Tề Thiên, mày nghĩ hôm nay có năm đại gia tộc cùng bảo vệ mày thì mày có thể chống lại nhà họ Vương tao và chư thần phương Tây sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Vương Chỉ, bắt đầu từ khi anh quyết định bắt tay với chư thần phương Tây đối phó với chủ nhân, anh ở trong mắt tôi đã là một người chết rồi. Võ Mỹ Linh, tôi thấy cô làm chiến thần lâu quá rồi, bị quang vinh trước mặt che mờ hai mắt nhỉ. Kết giới đại hạ đã vỡ, chư thần phương Tây sẽ lần lượt vào đại hạ. Còn những người như các cô chỉ có thể trở thành nô lệ của chư thần phương Tây, không có sức lực trở mình. Có tư cách gì kiêu ngạo trước mặt tôi hả? Vương Chỉ, anh muốn chết à? Sao thế? Lẽ nào muốn giết tôi sao? Anh, không vội. Đợi chút nữa. Tại sao Tề Tiên Sinh vẫn chưa ra tay? Tới rồi, cuối cùng cũng tới rồi, tôi nhớ mấy người làm đó. Tiêu rồi, là công thế của Apollo. Tề Tiên Sinh, anh mau trốn đi. Nhóc con, hôm nay mày chết chắc rồi. Các chư thần đại nhân, mấy người tới rồi. Bốn tên. Không tồi, không tồi mà. Tề Thiên, mày là đồ khốn nạn. Đối diện chư thần đại nhân còn dám hỗn láo như vậy, không cần mạng của mày nữa à? Tất nhiên tôi cần mạng, nhưng mạng của họ hôm nay cũng phải để lại. Tôi nói các người, chư với thần cái gì? Đang làm gì thế? Nhóc con, cậu to gan quá nhỉ. Shiva đại nhân, giết nhóc con này đi. Không thể dễ dàng tha cho hắn, hắn vô cùng kiêu ngạo, căn bản không coi cô và các vị đại nhân khác ra gì hết. Cậu chính là tên đã giết Santa sao? Tôi không chỉ là người giết Santa, hôm nay tôi cũng sẽ giết các người.
nói ra xem nào, mấy người. Từng người chết một, hay là chết cùng nhau. Nói nhảm với nhóc con này làm gì. Hôm nay tôi sẽ tiễn cậu xuống địa ngục, báo thủ cho Santa. Muốn động vào chủ nhân, bước qua cửa chúng tôi đã. Không phải, các cô không thể cướp lỗi của tôi được. Chủ nhân, tôi không cho phép đám người nước ngoài này ở trên quốc sĩ của đại hạ ta động vào con dân của đại hạ, chống lại chư thần phương Tây. Là trách nhiệm của thánh nữ đại hạ, thề chết bảo vệ tôn nghiêm của đại hạ. Ơ, vậy cũng không thể cướp lỗi của tôi chứ. Nhóc con, núp sau lưng phụ nữ, mày có bản lĩnh gì chứ, sao thế? Ngưỡng mộ à? Tao giết mày. À, thì ra mấy người muốn chết cùng nhau. Vậy thì tôi nể mặt mấy người đều là lợn. Miễn cưỡng cho anh một cơ hội chết cùng nhau. Đúng là hỗn lão. Các chư thần đại nhân, là sự tồn tại để mày hỗn lão sao? Đắc tội các chư thần đại nhân, nhất định sẽ xuống địa ngục. Đáng tiếc quá, tôi không xuống nổi địa ngục, Diêm Vương không nhận. Ta muốn xem, lát nữa mày hỗn lão như thế nào. Chủ nhân, những kẻ thù ở Tây vực này nham hiểm gian xảo, họ không nói võ đạo e là sẽ có thủ đoạn bẩn thỉu. Họ không chơi xấu được đâu. Họ không phải người bình thường, họ là thần ấy, hãy tin tôi. Chỉ cần một ngón tay của tôi đã có thể bóp chết họ. Không tin à? Không phải tôi không tin, mà đây căn bản là chuyện không thể nào. Không tin, vậy thì cô nhìn cho kỹ nhé. Chuyện gì thế này? Anh ta làm kiểu gì thế? Bị giam cầm rồi sao? Đánh xong rồi sao? Tất nhiên rồi. Thế nào? Kịch hay vẫn ở đằng sau. Xem tiếp đi, điều này. Chư thần đại nhân, vừa rồi dọa chết tôi rồi, tôi còn tưởng mấy người bị giam cầm thật rồi. Mình biết mà, họ là chư thần phương Tây, sao lại có thể nói bị giam cầm thì giam cầm như mình chứ. Vừa rồi nhất định là ảo giác, vừa rồi ra tay nhanh quá, để mấy người mất đi sức chiến đấu, mất đi đơn giản quá, không có gì thú vị, cho nên tôi quyết định để mấy người đánh lại lần nữa. Khốn nạn, cậu muốn chết à? Sao lại không nghe lời thế hả? Anh ta vậy mà lợi hại như vậy, lẽ nào anh ta cũng là chiến thần? Chiến thần của đại hạ, lẽ nào có người mới xoa? Không hổ danh là người đàn ông võ ấu linh mình lựa chọn. Cô định xử lý họ thế nào? Đám tà môn oai đạo này ở địa bàn của đại hạ ta, hỗn láo như vậy, tuyệt đối không thể để họ rời đi dễ dàng. Phải, cô nói rất đúng, không thể dễ dàng bỏ qua cho họ. Dù gì kiểu kỳ quái này rất khó được nhìn thấy. Là sao vậy chủ nhân? Thế này đi, mấy người biểu diễn một tiết mục cho mọi người. Nếu các vị ở đây cảm thấy vui vẻ, tôi có thể tạm tha cho mấy người. Nhóc con, cậu đừng có quá đáng. Vẫn không nghe lời à? Không dám, không dám. Tới đi, bắt đầu màn biểu diễn của đi. Lợi hại quá, tôi nằm mơ cũng không ngờ tới một ngày nào đó tôi có thể nhìn thấy chư thần phương Tây múa cho chúng ta xem. Đúng vậy, cảnh tượng này tôi có thể bốc phét cả đời. Phế vật vô dụng, vốn tưởng đám chư thần có thể giết Tề Thiên, kết quả đám chư thần vô dụng như vậy, không đỡ nổi cả một chiêu của Tề Thiên, chẳng trách chỉ có thể bị chiến thần của bọn ta đàn áp. Hoa Hạ có người như vậy, đúng là phúc của Hoa Hạ chúng ta. Tiền bối, chúng tôi nhảy xong rồi, có thể tha cho chúng tôi chưa? Nhảy xong rồi à? Nếu đã như vậy, mấy người không còn giá trị gì nữa rồi. Chém đi. Chủ nhân, anh muốn tôi chém họ sao? Cô không đồng ý à? Tôi đồng ý, nhưng tôi không đánh lại họ. Tôi nói cô có thể thì cô có thể. Ra tay đi. Chúng tôi đã làm theo yêu cầu của cậu, tại sao lại nuốt lời? Tôi nuốt lời ư? Tôi không ra tay mà. Người muốn ra tay là tôi. Nộp mạng đi. Cảm ơn chủ nhân ra tay giúp đỡ. Đứng dậy đi. Tề Thiên Sinh, xử lý anh ta thế nào? Không, cậu không thể giết tôi. Nếu cậu giết tôi, Thế Kinh Đô sẽ không bỏ qua đâu. Thả hắn đi đi. Gì cơ? Tôi vẫn cần hắn về báo tin cho Thế Gia Kinh Đô. Như vậy mình có thể duy trì phát triển, tăng thêm điểm lĩnh vực rồi. Ký chủ thông minh quá. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau kết toán đi. Chúc mừng ký chủ, trong nhiệm vụ và mặt lần này đạt được điểm lĩnh vực của phạm vi 120 km. Ký chủ thông minh quá. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, mau kết toán đi. Chúc mừng ký chủ, trong nhiệm vụ và mặt lần này đạt được điểm lĩnh vực của phạm vi 120 km. Tề Thiên, mày đợi đấy cho tao, đừng tưởng mày giết chư thần vô dụng ở phương Tây thì muốn làm gì thì làm. Thế ra ở Kinh Đô không dễ giết vậy đâu. Anh muốn thế nào hả? Nhà họ Vương liên lạc với không ít ẩn thế tông môn, đợi tao liên lạc được với cao thủ của ẩn thế tông môn. Mày cứ đợi quỳ dưới đất liếm giày đi, mau quay về gọi người đi. Mày cứ đợi đấy. Chủ nhân, anh đã giết chư thần phương Tây, trước đây cũng từng giết Santa. Tôi sẽ quay về xin công với quốc chủ cho anh. Tôi là người đại hạ, giết chư thần phương Tây là trách nhiệm và cũng là nghĩa vụ của tôi. Đi đi. Chồng ơi,
chư thần phương Tây đã chết. Trời tối rồi, chúng ta nên làm chuyện nên làm đi. Được rồi, đi. Này hai người. Đáng chết, lại bị cô ta cướp đi rồi. Rồi làm sao đây? Võ Ấu Linh ngày nào cũng ở bên Tề tiên sinh. Chúng ta còn không có cơ hội ở riêng với anh ấy. Ai nói không có chứ? Theo tôi, nhà họ Võ này quá gian xảo. Cô ta mà đăng ký kết hôn với Tề tiên sinh, vậy chúng ta không có cơ hội sao? Thực ra, tôi có một cách. Cách gì? Chúng ta có thể gạo nấu thành cơm trước. Như vậy lấy kiểu người như Tề tiên sinh, nhất định sẽ lấy cô ấy làm vợ. Các cô thấy thế nào? Không được, tôi đường đường là thánh nữ Hoa Hạ, sao có thể làm ra chuyện bỉ ổi vậy được? Loại chuyện này, tôi cũng không làm được, tôi không đồng ý. Sếp Thẩm, nhà họ Liễu chúng tôi rất ra giáo, nếu bị người lớn trong nhà biết tôi làm chuyện này, sẽ đánh gãy chân tôi mất. Mấy người các cô, này không được, kia không được, vậy các cô tự tìm cách đi. Không phải. Alo, mau chuẩn bị cho tôi bộ đồ đẹp nhất, tôi dùng gấp. Alo, đem rượu trong hầm của tôi ra đây, tôi có việc gấp. Anh ơi, anh có cách gì có thể hạ gục đàn ông ngay không? Cô. Chủ nhân, tôi đã đem chuyện anh chàng các thần phương Tây báo cho quốc chủ rồi. Quốc chủ nói, đặt khách sạn thời đại không trung tổ chức tiệc phong vương cho anh. Tiệc phong vương á? Chúc mừng ký chủ kích hoạt nhiệm vụ phụ. Phong vương, ký chủ sau khi nhận được danh hiệu chiến vương đại hạ, điểm lĩnh vực sẽ lan rộng đến cả đại hạ. Được. Cái đó khi nào xuất phát vậy? Sáng mai. Chồng à, sao bây giờ anh mới về? Người ta chờ anh lâu lắm rồi. Tề tiên sinh, định. Chúng ta lên tầng thôi. Phải, đi mau. Tề tiên sinh, xem ra chỉ có thể dùng chút thủ đoạn. Khốn nạn, lại mất mặt trước thành danh đó. Thiếu gia, chuyện gì? Vừa mới có tin từ chủ nhà kinh đô, quốc chủ muốn tổ chức quốc yến ở Giành Thành, chiêu đãi Trấn Bắc Vương tương lai. Bây giờ chủ nhà không có thời gian qua, muốn mời anh tham gia quốc yến. Ở bữa tiệc tốt nhất phải gặp được Trấn Bắc Vương tương lai. Quốc chủ chuẩn bị tiệc, chiêu đãi Trấn Bắc Vương tương lai. Nói vậy, không chỉ là một bữa tiệc, còn là tiệc phong vương. Có thể nói là vậy. Nếu tôi có thể quen với Trấn Bắc Vương này, chẳng phải dễ dàng báo thù rồi sao? Chuẩn bị hậu lễ, tôi muốn đích thân tới bữa tiệc này tặng cho Trấn Bắc Vương. Vâng. Xin chào, mời anh cho xem thiệp mời. Thật không ngờ, ở trước cửa quốc yến, tôi có thể nhìn thấy cậu. Đây không phải con trai lớn tôi tới sao? Bắt con, đừng kiêu ngạo. Lần trước không phải anh nói tìm người dạy tôi sao? Người anh tìm đâu? Sao tôi không thấy? Dạy cậu? Không cần tôi tìm. Hơn nữa cậu tới đây làm gì? Cậu biết đây là đâu không? Ai cho phép cậu tới đây đùa chứ? Đây là đâu? Đây là quốc yến quốc chủ tổ chức cho Trấn Bắc Vương tương lai. Mà cậu có tư cách gì đến đây? Không phải trùng hợp sao? Tôi chính là Trấn Bắc Vương tương lai mà anh nói đó. Không ngờ anh kính trọng tôi vậy. Dựa vào cậu cũng dám nói mình là Trấn Bắc Vương. Có tin hay không lời cậu vừa nói? Tôi có thể khiến cậu ngồi tù. Xem ra bài học trước đó anh không nhớ. Có cần tôi giúp anh khôi phục ký ức không? Có cần tôi giúp anh khôi phục ký ức không? Tề Thiên, đừng tưởng rằng có mấy chiêu thì thích làm gì thì làm. Mở to mắt ra, nhìn kỹ đi. Đây là nơi nào? Đây là quốc yến. Dù đây là quốc yến cũng không ngăn được tôi dạy dỗ anh. Khốn nạn, giờ tôi bảo người ném cậu ra ngoài. Người đâu, mau ra tay. Dừng tay. Mấy người đang làm gì vậy? Ồn ào thế. Không biết hôm nay tổ chức quốc yến vinh danh Trấn Bắc Vương tương lai sao? Giám đốc Lưu, ông đến đúng lúc lắm. Mau đuổi bắt con này ra khỏi đây đi. Hắn ở đây bày trò, lỡ đụng phải Trấn Bắc Vương, các người có chịu nổi không? Người nào làm càn ở đây, mau chóng rời đi. Nếu không đừng trách Lưu đại nhân không khách khí. Chúng tôi đến dự quốc yến. Thì ra là võ chiến thần lừng lẫy. Xin lỗi, là tôi nhận nhầm người. Chết tiệt, gan giám đốc Lưu nhỏ vậy. Chủ nhân, chúng ta đi thôi. Nhị Linh, lấy lệnh chiến thần sướng quá rồi. Vốn muốn kéo thêm chút thù hận, kết quả lệnh chiến thần tung ra đám người này sợ rồi. Nhưng không sao, chờ lát vào quốc yến chắc cũng quẹt được thêm chút điểm lĩnh vực. Vương thiếu gia, vừa rồi suýt nữa đã giết tôi rồi. Đó là chiến thần, võ chiến thần đó. Chỉ là một chiến thần đã dọa ông như vậy rồi. Ông, tôi còn có việc, tôi đi trước. Sau này những chuyện như vậy đừng tìm tôi. Đáng ghét. Tề Thiên, tôi không bỏ qua cho cậu đâu. Dám đến quốc yến, tôi để oát con cậu có tới không có về. Thiếu gia, vừa nãy chủ nhà truyền tin tới, tông môn ẩn thế, môn chủ Thượng Linh Môn cũng tới rồi. Thượng Linh Môn, đó không phải gia tộc ẩn thế đứng đầu sao? Vâng,
ý của chủ nhà là Thượng Linh Môn và nhà họ Vương có duyên, bảo ngài và môn chủ Thượng Minh Môn, nhưng cơ hội này gần gũi, đúng là trời giúp mà. Tôi còn đang nghĩ sao ở bữa tiệc dạy dỗ oát con Tề Thiên đó. Môn chủ Thượng Linh Môn đến rồi, như vậy thiếu gia, ngài muốn dùng Thượng Linh Môn, không thể bỏ uổng được. Môn chủ Thượng Linh Môn, tôi không tin, còn phải chịu thiệt trong tay oát con Tề Thiên này. Thiếu gia, kế hay, cậu ta muốn ỷ vào Võ Mị Linh tham dự tiệc, là tưởng tôi không làm gì được cậu ta, đúng là buồn cười mà. Nghe danh chiến thần đã lâu, hôm nay gặp lại, quả như danh bất hư truyền, võ chiến thần tuổi trẻ. Đã được như vậy, tôi xin bái phục, phải đó, cũng không biết là ai, may mắn có được võ chiến thần đến, trở thành người đồng hành của võ chiến thần, các vị quá khen rồi, may mắn thôi. Các vị, tôi còn phải đi cùng khách, cáo từ trước. Chủ nhân, tìm nơi yên tĩnh đi. Oát con đó là ai vậy, võ chiến thần lại khách khí như vậy, con có thể là ai, đồ vô lại. Trần môn chủ, tôi nói thẳng nhóc đó, chính là cậu ta. Oát con không quyền không thế, cũng dám đối đầu với nhà họ Vương, không biết sống chết. Hôm nay để cậu ta biết, nhân tiện để chút giận cho cậu, cảm ơn Trần môn chủ. Vương Chỉ, anh còn muốn làm gì anh nữa? Đừng có mà quá đáng, Võ Mị Linh, Võ Ấu Linh, hai người không phải nghĩ dựa vào quyền thế nhà họ Võ các người, ở quốc yến này, có thể bảo vệ Tề Thiên sao, đúng là buồn cười. Hôm nay tôi cho các người biết, cái gì gọi là chức quyền lực tuyệt đối. Sức mạnh của cô chẳng là gì cả. Ông ta cũng không được đâu. Cái gì? Anh nói xem bao nhiêu ngày rồi, tìm một người như vậy, thiệt cho tôi cả ngày gọi anh con trai. Anh nói xem có thiệt không, đừng có kêu như vậy. Nhưng mà, cũng không có vấn đề gì, dùi nhỏ thì cũng là thịt, đủ cho tôi nhét kẽ răng. Bắt con, nghe nói cậu không để nhà họ Vương Kinh Đô vào mắt. Vì sao tôi phải để nhà họ Vương vào mắt chứ? Không đúng, tôi luôn để nhà họ Vương ở trong lòng mà. Dù sao anh cũng là ân nhân của tôi, không có anh, tôi cũng không có cơ hội xuống núi. Khốn nạn, đúng là kêu quá mà, muốn chết. Vậy anh đánh tôi đi. Đánh tôi đi. Đừng, đừng bị lời của cậu ta ảnh hưởng. Trần môn chủ, oát con này giao cho ông đó, nhất định không để cậu ta yên, để cậu ta biết chúng ta giỏi cỡ nào. Oát con, hôm nay tôi cho cậu biết cái gì gọi là đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Phải, phải, ông nói rất có lý, ăn nói linh tinh. Người đâu, dạy cậu ta một bài học. Vâng. Tề Thiên, tôi muốn xem lần này cậu làm sao thoát khỏi bàn tay của tông môn đứng đầu Hoa Hạ. Không đủ xem, không đủ xem mà. Các người làm gì vậy, ra tay đi. Không nghe thấy sao, Trần môn chủ bảo các người ra tay. Đứng lại. Đây, đây, chuyện này là sao, sao tôi mất hết nội lực rồi. Chuyện này là sao, sao tôi mất hết nội lực rồi. Các người làm gì vậy? Các người làm gì vậy? Buông tôi ra. Dừng tay. Giờ tha cho ông. Không phải có lỗi quá không? Dù sao tôi còn chưa dạy ông đạo lý cuộc sống này. Tề Thiên, đừng có quá đáng. Mau buông Trần Môn Chủ ra. Quát con này điên rồi, lại dám vô lễ với Trần Môn Chủ như vậy. Thượng Linh Môn là tông môn đứng đầu thiên hạ, vậy mà anh ta dám để đệ tử Thượng Linh Môn đá đít môn chủ, đúng là sỉ nhục Thượng Linh Môn mà. Trần Môn Chủ, tuyệt đối không thể tha cho quát con này được. Tôi nghe nói Thượng Linh Môn còn có người sắp đột phá lục địa thần tiên. Thế nào Trần môn chủ, học được đạo lý cuộc sống chưa? Bắt con dám làm thế với tôi. Xem ra vẫn chưa học được, tiếp tục đi. Cậu đừng có mà quá đáng. Bây giờ học được chưa? Tôi phục rồi. Vậy là đúng rồi. Trưởng môn sao vậy? Cậu, bắt con, hôm nay chỉ cần Trần Tại Thiên ở đây, tôi và cậu chưa xong đâu. Không phải cậu chết thì là tôi chết. Oai đó nhỉ. Không phải cậu chết thì là tôi chết. Oai đó nhỉ. Sao các cô lại tới đây? Tề tiên sinh, chúng tôi ở đây để cổ vũ anh. Cái gì? Biết phải nói gì không? Chào sếp. Các người điên rồi sao? Cậu ta có tư cách gì làm sếp các cô chứ? Anh ấy có tư cách không? Liên quan gì tới anh? Đây là chuyện của chúng ta, các người sẽ hối hận. Bắt con, không phải cậu nghĩ có võ chiến thần bảo vệ cậu, chúng ta không làm gì được cậu chắc. Cậu nên nhớ, bữa tiệc này là quốc chủ chuẩn bị cho Trấn Bắc Vương tương lai. Cậu sao dám láo ở đây như vậy? Vương Chỉ, ý anh là sao? Ý gì á? Tất nhiên, oát con này nên đi đâu thì đi đó thôi.
hay, anh không phong bạc. Tôi thấy thiếu thiếu. Bắt con, đừng có giở trò. Tôi nói cậu biết đây là Yến Quốc. Tiếp tục đi. Phải, đây là Yến Quốc. Tôi nói cậu biết đây là tội tru di cửu tộc. Biết điều quỳ xuống xin lỗi. Nếu không tôi không đảm bảo quốc chủ sẽ xử lý tên quấy rối quốc yến thế nào đâu. Tề Thiên, chúng ta phải làm sao đây? Vương Chỉ, đừng quá đáng. Quá đáng? Chuyện quá đáng hơn cô chưa từng thấy. Có muốn thử không? Ý anh là sao? Bắt con này đắc tội với quốc chủ, sau khi bị giáng tội, cô nghĩ xem nhà họ Võ thế nào đi. Nhà họ Võ các người chính là tội đồ trong lời người khác. Anh dám? Chủ nhân, sợ rồi à? Muốn chút giận không? Được. Quỳ xuống ngay, tự vả miệng 10 cái. Cho Mị Linh xem, cậu đang nói cái gì vậy? Bắt đầu. Tề Thiên, cậu. Vương thiếu gia, đây là bị khống chế. Tôi. Bắt con này có thể khống chế Vương thiếu gia, tôi sai rồi. Hài lòng chưa? Chủ nhân, cảm ơn anh. Vương thiếu gia. Tề Thiên, hôm nay dám làm mất mặt Vương Chỉ tôi không bỏ qua cho cậu đâu, tôi để cậu chết không có đất chôn. Được đó, mau gọi cứu viện của anh tới đi. Ông ta ấy à? Phê quá, không đủ để tôi nhét kẽ răng. Cậu, nào có lý đó. Hôm nay cậu phải chết. Đốt huyết công. Lên. Không ổn, ông ta muốn thiêu đốt linh hồn mình đối phó với chủ nhân, cuối cùng cũng bắt đầu thú vị rồi. Đốt huyết công, phải, đốt huyết công. Bắt con, cậu sắp chết rồi. Bắt con, chịu chết đi. Bắt con, chịu chết đi. Đây. Trần Môn Chủ làm sao vậy? Chẳng lẽ đây là tuyệt chiêu độc môn của Trần Môn Chủ? Tuyệt chiêu độc môn của Trần Môn Chủ hóa ra là đánh rắm. Trần Môn Chủ, tuyệt chiêu độc môn của ông lợi hại đấy. Tề Thiên, nhất định là trò của cậu. Cuối cùng cũng bị ông phát hiện rồi, thật thông minh. Cậu, có chuyện gì vậy, con muốn thử lại à? Mau, mau gọi hộ vệ quốc yến đến đây. Nếu bắt con này đụng phải nhân vật lớn quốc yến, tôi cậu có bao nhiêu cái đầu cũng không đủ mà chặt đâu. Nói phải. Người đâu? Đuổi hết bọn chúng ra khỏi đây, làm loạn quốc yến. Nếu như quốc chủ biết, thì đám hộ vệ các người sẽ tàn đời đấy. Ông dám à? Võ Mị Linh, lẽ nào cô muốn đối đầu với những hộ vệ này à? Nói cho cô biết, một khi cô ra tay, thì cô sẽ trở thành kẻ phản bội. Vương Chỉ, đồ vô liêm sỉ, Võ Mị Linh, đây chính là kết cục của việc ngoan cố đấy. Ông. Mị Linh, đừng có tàn nhẫn như vậy, nếu bọn họ đã muốn bị ném ra ngoài, thì ném ra ngoài là được. Sao mình lại quên mất? Cái gì chủ nhân cũng giỏi mà, sao lại bị mấy tên hộ vệ ở quốc yến dọa được? Tề Thiên, cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu dám làm gì bọn tôi, thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Yên tâm. Ông là ân nhân của tôi mà, sao tôi lại nỡ hại ông được? Chỉ là cái đám này năng lực kém quá. Phiền phức. Làm gì đấy, ném ra ngoài. Thả tôi ra. Vương Chỉ, còn cứu viện khác không? Gọi hết đến đây. Tề Thiên, cậu to gan lắm, dám náo loạn quốc yến à? Có phải cậu chán sống rồi không? Tất nhiên là tôi vẫn muốn sống. Tôi còn phải xử lý cứu viện của ông nữa. Khốn nạn, mau đứng dậy ngay. Cái tên này lại dám ngồi lên vương ỷ à? Anh ta điên rồi à? Cái ghế này cũng được đấy. Tôi ấy hả, sẽ ngồi ở đây đợi cứu viện của ông. Dám ngồi lên vương ỷ của Trấn Bắc Vương tương lai, dù thần tiên có đến cũng không cứu được cậu. Tên kia, cậu dám ngồi trên vương ỷ à? Đợi Trấn Bắc Vương tương lai đến thì cậu chết chắc. Tên kia, mau cút xuống ngay. Các người, chủ nhân của tôi chính là Trấn Bắc Vương tương lai. Cậu ta là Trấn Bắc Vương á? Nếu cậu ta là Trấn Bắc Vương, thì tôi chính là Ngọc Hoàng Đại Đế. Hôm nay là ngày tốt, tôi sắp phát đạt rồi. Tên kia, cậu đừng có kiêu căng. Tôi sẽ cho ông thêm 10 phút nữa, ông liên hệ với cứu viện đi. Được. Nếu cậu đã muốn chết, thì tôi sẽ thành toàn cho cậu. Alo, Tổng Thư Ký Lưu. Hôm nay có kẻ làm loạn quốc yến, hơn nữa còn ngồi lên long ỷ. Ông nói gì cơ? Ông mau đến đây đi. Nếu ông còn không đến, e là tên nhãi này sẽ phá nát quốc yến mất.
tôi biết rồi, tôi đến ngay đây. Tên kia, lần này cậu chết chắc rồi. Tổng thư ký Lưu, là cứu viện của ông đấy hả? Tên kia, đừng có mà cứu tổng thư ký Lưu không phải người cậu có thể dùng vũ lực đâu. Ông ấy là thân tín bên cạnh quốc chủ đấy. Hơn nữa, đó còn là người tuyên chỉ và tổ chức lễ sắc phong cho Trấn Bắc Vương. Rồi sao? Tên khốn, cậu lại dám bất kính với tổng thư ký Lưu à? Cậu muốn chết hả? Lúc nào thì ông ta đến? Cậu, tôi cho ông một lời khuyên nhé. Ông liên hệ thêm cứu viện đi. Chứ ít quá rồi. Tôi thấy cậu đúng là muốn chết mà. Sao không nhìn lại đức hạnh của mình đi? Cái loại như anh ta mà cũng dám khinh thường tổng thư ký à? Cái tên này sắp phải chết rồi ấy mà. Tôi đang đợi xem anh ta chết đấy. Bởi vì tôi biết tổng thư ký an ninh quốc gia rất cao ngạo. Đã nghe thấy chưa? Tổng thư ký Lưu không phải là người mà kẻ không quyền thế như cậu đối phó được. Dám làm loạn quốc yến, ngày này năm sau chính là ngày giỗ của cậu. Vậy ông có gọi người nữa không? Tên kia, kẻ nào dám gây sự ở quốc yến hả? Là tổng thư ký Lưu. Chuyện gì thế? Tổng thư ký, ở đây có một kẻ không những xỉa sói tất cả mọi người ở đây mà còn làm loạn quốc yến. Hơn nữa, chủ yếu là cậu ta dám xỉa sói Trấn Bắc Vương tương lai. Là kẻ nào? Là cậu ta. Tổng thư ký trưởng, bọn họ là người gây sự mà ông nói à? Đúng vậy, chính là bọn họ. Không những làm loạn quốc yến, hơn nữa chủ yếu là không coi ông ra gì. Vương thiếu gia nói đúng, tên này công khai làm loạn buổi tiệc, hơn nữa còn ngồi lên vương ỷ bọn tôi chuẩn bị cho Trấn Bắc Vương. Anh ta làm thế là không coi chúng ta ra gì cả, thậm chí không coi quốc chủ ra gì. Tổng thư ký, ông phải phạt tên này thật nặng vào, cho anh ta biết thế nào là lễ độ. Cái tên này chính là một tên vô lại, không thể dễ dàng bỏ qua cho cậu ta được. Vừa nãy ông nói ai là kẻ vô lại cơ? Tất nhiên là cậu ta rồi. Im ngay cho tôi. Chuyện gì thế? Sao ông lại đánh tôi? Lưu Mỗ tham kiến Trấn Bắc Vương. Cậu ta là Trấn Bắc Vương ư? Không thể nào, chắc chắn ông nhầm rồi. Còn không mau quỳ xuống đi. Ông để tôi đợi hơi lâu đấy. Trấn Bắc Vương, Lưu Mỗ, được rồi. Ơ, sao cậu ta lại là Trấn Bắc Vương được? Không thể nào, cậu ta không hề có ra thế gì cả. Trấn Bắc Vương, ngài định xử lý ông ta thế nào? Giao cho ông xử lý đấy. Trấn Bắc Vương, tôi nhất định sẽ khiến ngài hài lòng. Tổng thư ký, sao ông lại làm thế? Ông đừng quên quan hệ của chúng ta có chung lợi ích đấy. Im ngay. Lưu Hạc, ông làm thật đấy hả? Lưu Hạc, ông đừng quên, ông được làm tổng thư ký là nhờ nhà họ Vương âm thầm ủng hộ. Không có bọn tôi giúp ông thì cả đời này ông cũng không làm được. Thế thì sao nào? Ông, người đâu, đưa đi. Ông muốn làm gì? Thả tôi ra, thả tôi ra. Lưu Hạc, thả ra. Trấn Bắc Vương, xin nhận sắc phong. Không hổ là người quốc chủ xem trọng, quả nhiên danh bất hư truyền. Bắt đầu đi. Trấn Bắc Vương, đây là quà mừng sắc phong quốc chủ đích thân chọn. Lần lượt là kiếm hiên viên, long bảo tứ trảo, một thẻ đen cao cấp và giấy chứng nhận đất phong ở Bắc Cảnh. Quốc chủ ra tay hào phóng quá. Tất nhiên rồi. Tốt quá. Một thanh kiếm hiên viên có quyền tiền trảm hậu tấu. Một chiếc long bào được gọi là quốc bảo. Một tấm thẻ đen cao cấp không có hạn mức. Và cả đất phong ở Bắc Cảnh. Quốc chủ đã cho Tề Thiên quyền lực vô thượng rồi. Đại nhân, mấy món quà này không là gì cả, xin ngài hãy nhận cho. Tham kiến Trấn Bắc Vương. Tham kiến Trấn Bắc Vương. Chúc mừng ký chủ, sắc phong thành công. Từ nay về sau không còn trở ngại gì ở đại hạ nữa. Đứng dậy đi. Nói đi, quốc chủ muốn tôi làm gì? Ông ấy cho tôi nhiều lợi ích như thế, chắc hẳn là có việc cần nhờ. Quốc chủ đại nhân muốn nhờ ngài sửa lại biên giới Hoa Hạ. Trấn Bắc Vương, biên giới của Hoa Hạ nhờ cả vào ngài. Chúc mừng ký chủ, tiếp tục nhận được thêm nhiệm vụ. Giúp đỡ quốc chủ sửa biên giới Hoa Hạ, sẽ nhận được điểm du hành tự do vô địch trên trái đất. Tốt quá, đại nhân, ngài đang bảo vệ Hoa Hạ là trách nhiệm của Nam Nhi. Nếu như tôi đã có năng lực này thì tôi sẽ không từ chối. Cảm ơn Trấn Bắc Vương. Đứng lên đi. Chồng à, muộn lắm rồi, mau đi ngủ thôi. Trấn Bắc Vương, ngày mai nhớ đến biên giới Bắc Cảnh sửa kết giới Hoa Hạ nhé. Chồng ơi, sau này em sẽ là người của anh. Nếu em đã là người của anh thì anh sẽ bảo vệ em chu toàn. Vậy mấy người Thẩm Mộng Đình thì sao?
Em yên tâm, anh sẽ từ chối bọn họ. Cả đời này anh chỉ lấy một mình em thôi. Chồng à, anh tốt thật đấy. Võ Ấu Linh, cô chơi ăn gian. Các cô đến rồi à? Tề Thiên, anh đang làm gì đấy? Sao anh không chọn một trong hai bọn tôi? Bọn tôi thua kém cô ta ở chỗ nào? Kệ đi. Tề Thiên, nếu như anh đã có lựa chọn, thì xin chúc phúc cho anh. Tôi chỉ có một người vợ là Ấu Linh, thế nên mời các cô về cho. Cảm ơn anh đã cho em danh phận. Việc nên làm mà. Mặc kệ đó là ai, dù gì cũng không phải Trấn Bắc Vương. Quốc chủ nói hôm nay Trấn Bắc Vương sẽ đến mà, sao vẫn chưa đến nhỉ? Chủ nhân, ngài tìm gì vậy? Tìm bảo bối của tôi chứ gì? Vương Chỉ Á, ông ta đã bị tổng thư ký nhốt lại rồi, phải ở trong tù cả đời đó. Cái gì? Không được đâu. Mau gọi cho tổng thư ký, bảo ông ta thả Vương Chỉ ra, tôi còn cần ông ta. Bây giờ mau dẫn tôi đến mắt trận của kết giới. Cậu là ai mà dám ra lệnh cho bọn tôi dẫn cậu đến mắt trận? Tôi đến để sửa kết giới cho đại hạ. Mau lên, tôi không có nhiều thời gian đâu. Ai đấy? Dám láo xược như vậy? Đây là Trấn Bắc Vương, các người dám láo xược à? Cậu ta là Trấn Bắc Vương à? Bây giờ đã dẫn tôi đến mắt trận được chưa? Vâng vâng. Ai đấy? Dám láo xược ở biên giới đại hạ? Muốn chết à? Là cậu ư? Kẻ xúi giục tổng thư ký tống con trai Vương Chỉ của tôi vào tù. Ông là bố của Vương Chỉ à? Tên nhãi, hôm nay cậu đừng hòng đi đâu hết. Tôi phải lấy mạng cậu. Được luôn. Nào, mau lên, đừng khách sáo. Vương gia chủ, tên nhãi này không hề coi ông ra gì. Tên kia. Vương gia chủ, ông bớt giận, đừng bốc đồng. Cậu ta là Trấn Bắc Vương đó, không đắc tội được đâu. Cái gì? Trấn Bắc Vương á? Cậu ta vốn dĩ không phải Trấn Bắc Vương. Trấn Bắc Vương là người khác. Đúng, cậu ta không phải Trấn Bắc Vương. Quốc chủ không thể hồ đồ đến mức phong một tên nhãi làm Trấn Bắc Vương. Đúng đúng đúng, ông nói gì cũng đúng hết. Nào, nói nữa đi, chết đến nơi rồi còn kêu căng, không coi ai ra gì, đúng là tự tìm chết. Vương Chỉ đúng là người tốt, đã vào tù rồi mà còn gọi một đám lâu la đến cho tôi, được lắm. Hay là đừng phí lời với cậu ta nữa. Tên kia, cậu dám chọc giận nhà họ Vương, hôm nay chính là ngày chết của cậu. Bắt đầu rồi đấy hả? Tuy ông muốn dồn tôi vào chỗ chết, nhưng nếu ông có thể nhảy một điệu trước mặt mọi người cho tôi xem, tôi có thể tạm thời tha cho ông. Tên kia, muốn chết à? Hiện thân là hắc bảo vệ của nhà họ Vương. Trời ạ, hắc bảo vệ đến rồi, tên nhãi kia chết chắc. Đáng đời, ai bảo cậu ta dám giả mạo Trấn Bắc Vương trước mặt chúng ta. Cho dù không bị nhà họ Vương giết thì cũng bị Trấn Bắc Vương giết. Chủ nhân, là hắc bảo vệ, làm sao bây giờ? Hắc bảo vệ ghê gớm lắm à? Nghe đồn hắc bảo vệ không phải người mà là con rối nhà họ Vương dùng bí thuật chế tạo ra. Ai nấy đều vô tri vô cảm, mạnh bằng lục địa thần tiên. Tôi còn tưởng chỉ là truyền thuyết, không ngờ lại là thật. Thì ra là con rối à? Thế thì thú vị đấy. Chủ nhân, ngài đừng đụng độ với chúng, nhớ có chuyện gì yên tâm. Mấy con rối thôi mà, không làm tôi bị thương được. Đây là át chủ bài của ông à? Tiếc quá, nếu nhà họ Vương chỉ có một át chủ bài như thế thì sau này khéo lại, không còn át chủ bài nữa đâu. Quá ngông cuồng, đừng tưởng có chút thực lực thì có thể tác oai tác quái. Cậu không đánh lại hắc bảo vệ của nhà họ Vương đâu. Thế à? Nói trước luôn nhé, nếu mấy con rối này hỏng thì tôi không sửa đâu. Ra tay đi. Đây chính là kết cục khi đắc tội với quyền lực. Ngài đi đi, cứ để tôi. Một thằng đàn ông như tôi mà lại để cho phụ nữ bảo vệ thì còn ra thể thống gì? Toàn là điểm kinh nghiệm cả đấy. Tên nhãi này chết chắc rồi. Tên kia, nhà họ Vương bọn tôi không dễ đắc tội đâu. Ra tay đi. Chuyện gì vậy? Ra tay đi. Lúc nào thì nhảy đây? Mọi người đang chờ xem đấy. Lẽ nào? Ông xấu hổ à? Xin lỗi nhé. Nếu như xấu hổ thì tôi sẽ giúp ông. Nào, Vương gia chủ, cậu bắt nạt người quá đáng rồi đấy. Tên kia, cậu bắt nạt người quá đáng. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Tề Thiên, cậu to gan lắm. Cậu lại dám sỉ nhục Vương gia chủ à? Các thế gia ở kinh đô sẽ không tha cho cậu đâu. Vậy thì cùng đánh tôi đi. Sao nào, ông cũng muốn nhảy hả? Trời ơi, nhảy sâu quá. Muốn xem nữa không? Bây giờ có thể dẫn tôi đến mắt trận được chưa?
Được chứ, tất nhiên là được. Đi thôi, xin mời. Đây chính là mắt trận. Tốt lắm. Tu sửa kết giới. Chỉ mới búng tay một cái mà đã sửa xong kết giới rồi. Cậu ta ghê gớm thế cơ à. Không hổ là người mình thích. Cảm ơn Trấn Bắc Vương đã sửa lại kết giới cho đại hạ. Trấn Bắc Vương mạnh như thế, đại hạ chúng ta được nhờ rồi. Đúng vậy, được nhờ rồi. Chúc mừng ký chủ, có thể xưng bá toàn cầu rồi. Anh có muốn trở thành chủ của cả địa cầu không? Chủ của địa cầu ư? Nghe chán lắm. Chủ của cả vũ trụ nghe hay hơn. Tiếc là sư phụ tôi không được thấy cuộc đời viên mãn của tôi rồi. Ký chủ, nếu như anh nhớ nhung sư phụ như thế, thì anh có thể hồi sinh sư phụ mà. Trời ơi, sao mình lại quên nhỉ? Mình có thể hồi sinh sư phụ mà.